Hồng tự giận tưởng nó trớt da me, ai ngờ trúng mối này ngon ăn hơn phải không? Biết có ngon ăn hay không, thấy ông ta đúng đắn đàng hoàng quá. Đúng đắn đàng hoàng tại vì chưa biết ăn chơi, chứ vô vòng rồi a lê quỷ. Nay tôi mắc bẫy mà. Số tiền này tôi dư sức trả nợ, bây giờ chia cậu phần nữa. Cất đó xài, tôi đi. Đi đâu? Tôi về Sài Gòn. Mà ba vẫn chưa về hả má? Con đói bụng, con đi ăn cơm đi. Trưa nay chắc là ba con không có về đâu. Thôi thì má đi ăn cơm với con nha. Má không đói, con đi ăn đi. Má không ăn, con cũng không ăn luôn. Mấy tháng nay má không ăn mà má cứ ngó ra cửa, hình như má trông ngóng ai vậy. Má buồn quá con à. Mấy tháng nay ba con đâm ra chơi bời bế tha trụy lạc. Má hết sức khuyên ngăn nhưng cũng như do thoảng qua. Má thì mãi lo tề gia, nào biết được việc bên ngoài, chỉ biết phập phòng lo sợ cho tương lai gia thế. Thời buổi thì càng khó khăn, việc làm ăn thì càng khó. Ba con lại thẫn thờ chẳng buồn ngó đến việc nhà. Thiệt má rầu quá. Chắc là má phải chết héo chết mòn rồi con à. Má à, nhưng má có chắc là ba con đi chơi bời không má? Má biết mà, việc cái cơ sở đâu có gì là bận rộn. Ba con lấy cớ là đi lo cho cơ sở đi đi tối ngày đó. Có điều là mấy tháng nay má thấy ba con đối với má vô cùng lạnh nhạt. Má nghĩ là ba con đã không biết thương gia đình, sang sẻ riêng ân tình. Sẽ mỗi ân tình nên hững hờ, không thương thương vợ con, nên má cứ tuổi hờn trong đời heo hon, quên ăn biên ngủ nặng sầu lo sợ cuộc ly tan. Tâm đó Xuân. Dạ con đâu có nói gì đâu. Tao hỏi mày nè, tao làm cái gì mà mày muốn tao hồi tâm hả? Dạ thưa ba mới về. Thôi coi chừng tao à. Thiệt là bực mình. Việc ở trong sở đa đoan, biết bao nhiêu là câu chuyện, làm bù đầu bù cổ, chạy mở thở không kịp. Nói thiệt, có nhiều khi tôi muốn bỏ cái nhiệm sở mà tôi đi tu cho rồi. Tưởng sao khi về tới nhà rần hai cái lỗ tai. Hết má mày rồi tới mày. Làm sao mà tao có cảm tưởng là cái bản mặt của tao đó. Hiện thời bây giờ trong nhà này nè, chắc không còn ai mà coi tao ra gì hết á, phải không? Mình uống nước đi mình. Để đi, chừng nào tôi khát tôi uống.
Lớn rồi chứ không phải con nít đâu, mỗi lần uống nước phải có người bưng kẻ dưng đó. Thì ai có nói cái gì đâu, con Sương nói bụng đó. Nói bụng thì đi ăn đi chứ. Làm như là không có tôi là ăn cơm không được vậy đó. Vừa phải thôi chứ. Trời đất ơi, làm gì bó buộc tôi dữ vậy? Có người ta, nghe không? Chứ không phải là cái máy đâu, phải chạy đúng giờ đúng khắc. Tôi tưởng là cái từng tuổi này nè, tôi cực khổ quá nhiều rồi mới xây dựng một sự nghiệp như thế này đây nè. Thì ngồi yên đó đi, để mà nhai trầu. Cho người ta thông thả tự do một chút chứ. Con người mà, chứ đâu phải là con trâu đâu. À, sáng sớm mang cái cài vô cổ, tối tống cổ vô chùa. Thì ai có nói cái gì đâu, thì lúc nào mình chẳng tự do. Mình là cha, là chồng, là chủ trong căn nhà này. Mình nắm cái quyền hành, có ai dám nói gì đâu. Nhưng mà bây giờ em thấy mình mấy tháng nay mình khác rồi đó. Khác sao? Bà nói tôi khác sao? À, biết rồi, bà sợ tôi ốm phải không? Và nhìn kỹ đi, thân thể của tôi đang phát triển phì nhiêu nè, ốm gì? Em đâu có nói mình ốm. Em nói là mấy tháng nay nè, mình đi đêm đi ngày, có khi mình đi đôi ba ngày mới về. Mình làm cũng như là cái gì, làm cái gì? Tôi làm sao? Trời đất ơi, mấy người áp chế tôi vừa nữa nghe. Tôi nói cho mấy người biết nghe. Con người mà cũng như là dạng vật vậy đó, phải thay đổi ha. Ông Phong chánh sự vụ kiêm trưởng phòng ở nhà tài chánh, chứ đâu còn là cái thằng Phong ngày hai buổi đi cuốc bộ làm cái săn chê nữa đâu, thấy không? Đó, thằng Phong ngày xưa khác, ngày nay khác. Thằng Phong ngày nay đó, nó lỡ kẹt, nó có nhà lầu, nó có tiền bỏ băng, nó phải đi xe hơi quê kỳ ha. Rồi nó phải thông thả để mà đi đứng hội họp với người ta chứ. Nó phải đi ăn nhà hàng, đi làm affair, đi giải trí, đi nhảy đầm đó. Mấy tháng nay ba đi Vũng Tàu liền liền hả? Mà tối lần nào á, ba cho má và con đi theo đâu? Gì mày? Đi làm affair mà tao đưa mẹ con rồi ra ngoài làm gì? Ba gì? Ba làm affair gì ngoài ô cấp ba? Trời đất ơi, thì tao làm affair chứ affair gì mày? Chà, cái bộ lúc này mày sát cánh với má mày dữ rồi nghe. À ba ơi. Gì đó? Chủ nhật này nè, ba đi cấp ba với má con, vậy con đi nghe ba. Đi ra ngoài làm gì ngoài? Sao con thích đi tắm mà phải sao quá à? Chỗ đó vui ghê vậy đó. Cái gì? Ai nói mày bãi sao vui đó? Vui cái móc xì chứ vui. Mày ra bãi sao là để dành tự giận thôi chứ vui vui gì. À, thôi được rồi. À, chủ nhật này ha, ba mắc họp, ba không rảnh đi đâu con. Sẵn có xe đó, để ba kêu cái thằng Phán nó đưa mẹ con ra ngoài biển đó, tắm ha. Rồi bữa nào về cũng được, nửa tháng là ngày nào về cũng được hết nghe không? Không có ba không vui gì hết à. Không vui thì ở nhà ăn trầu. Ừ. Trời ơi trời. Vậy thôi mà. Kỳ vậy. Ăn trầu mà phúng. Trời ơi, bà phun bên kia nhưng mà nó dội bên đây tôi. Thấy không? Đó là dính. Trời đất ơi, trời đất ơi. Trời ơi, ba cái này làm sao giặt đồ ra trời. Nói ơi trời. Nữa à, nói thêm nữa. Ok à. Có kìa, có cái miệng mà kìa. Làm ơn mà chui đầu tôi đi dính kìa. Kỳ khó quá. Trời ơi. Ăn trầu cái gì mà đi ra ngoài đường thì thôi, bước vô nhà rồi thấy cục thuốc xỉa dính trên miệng của bà. Bữa nay không thấy cục thuốc xỉa nữa. Ăn trầu cái gì mà miếng này vừa hạ rộng là miếng kia động quang rồi mà. Lãng chưa, mình không nói động tới thôi, nói động tới là công kích ba cái trầu. Mình làm như là tôi mới ăn trầu vậy. Hồi mình cưới tôi cũng ăn trầu được chứ bộ à. Giờ mày đặt chê khen. Hồi đó sao không chê? À, hồi đó tại vì tôi trẻ lòng non dạ. Tại sao? Tôi nhớ rõ ràng mình nói với tôi nè. Đâu bà nhớ cái gì, bà nói lại tôi nghe coi. Hồi đó đó mình đi ngang nhà tôi, mình nhìn vô cái mình nói. Sao? Chính ơi, trời ơi, cái miệng em ăn trầu sao mình có duyên ghê vậy đó. Bây giờ cái chê ha. Bà ơi, hồi đó là bà ăn ít bà ơi. Còn bây giờ bà ăn bô bô vậy đó, làm sao mà có duyên được. Thôi tôi biết rồi. Bà biết cái gì? Chắc bây giờ là ý của ông là muốn tôi thoa son phải không? Thôi Chính, Chính ơi Chính, cho tôi xin đi Chính. Trời ơi, thoa son cái gì? Từng tuổi này mà còn thoa son cái gì? Tôi nói cho bà nghe, nội bà ăn trầu thôi là cái môi của bà nó đỏ chét rồi, là thoa son cái gì? Phải
phải rồi, bây giờ tôi già rồi, tôi xấu xí rồi, đâu có ai thèm nhìn tôi nữa. Để ra đường nhìn mấy cô phấn son sặc sỡ thích mắt hơn. Tôi biết thân tôi rồi mà càng kêu chê tôi ra mặt. Khóc nữa phải không? Thôi, bà đã kiếm chuyện hoài nha. Nè, nghe tôi nói nè, vô ăn cơm đi, rồi bảo thằng Phán á lấy xe đưa hai mẹ con về Tầm Du thăm ông già làm tôi một cái. Ủa, ba làm sao thăm vậy mình? Hồi sáng này gặp thằng Nhĩ, nó lên nó bỏ hàng đây nè, nó nói là ông già không lại bệnh sao dưới không biết nữa. Ủa, ông nội đau sao mà chú không gửi dây thép lên cho ba hay vậy kìa? Mày xuống mày hỏi chú Út mày đi mày. Sao chỗ nào cũng có mày hết trơn á trời. Thiệt tình mà, ở trên này á thì làm sao mà tao biết được. Chà, lúc này có bộ con khôn quá rồi phải không con? Con khôn lắm rồi ha, liệu hồn nghe con. Sang năm ba tống cổ vô trường á, rồi cho hết nhiều chuyện nghe không. Thiệt là bất mình, nay đau mai ốm. Cái thằng Út nó nghèo rớt mồng tơi à. Tôi nói là ông về đây đi, để tôi nuôi ha. Nhất định không chịu là không chịu à. Năn nỉ thì đều rác lưỡi á, mới lên ở. Ở được mấy ngày cái đòi về, về dưới à, rồi bây giờ bệnh. Ai lo? Ai lo? Không phải là thằng Thông này lo không chứ ai? À. Thì ba già cả rồi, thích ruộng vườn yên tĩnh. Biết đâu gì chú Út chú Hiếu hạnh ba thương. Còn ở trên này mình đi chơi bời tối ngày ông già ông bực mình không thèm ở chứ gì. Thôi, đừng có bày đặt phê bình kiểm thảo tôi nữa. Vô thay đồ đi thăm ông già giùm tôi cái đi, đi đi. À, tôi nói mình nghe nè. Ông có con, hay không? Có tiền, tôi để nó nuôi. Nằm vuốt râu chơi, vậy mà không chịu nữa. Tôi hỏi cho muốn cái gì nữa chứ? Muốn cái gì nữa đây? Ở thì ông cứ ở đi. Còn tôi thì phải chạy đôn chạy đáo tối ngày à. Rảnh rỗi đâu mà tôi đi hầu hạ ông. Chứ không phải tại ba hôm trước ha. Bữa đó ba ăn cơm tối rồi nè, ông nội muốn nói chuyện nhiều với ba. Ba bỏ đi nhảy đầm nên nội giận bỏ về Tầm Du. Ông nội nói không thèm lên đây nữa đâu. Ông nội mày giận ta không lên nữa phải không? Không lên nữa thì thôi. Cái tật của tao là vậy đó. Hễ tối tối rồi tao đi một vòng, tao nhảy đầm giải trí à. Sao đó ông nhảy? Tại hồi đó không có tiền. Giờ có tiền là sanh tật phải không? Bỏ trong tủ một hết làm sao? Trời ơi, tôi chưa thấy ai mà khó tánh bằng ông già của tôi hết. Nói thiệt, ông biểu tôi đâu phải lái xe đưa ông chạy một vòng cho nó mát. Thì mình là bổn phận làm con, mình lái mình đưa ông đi chứ làm sao. Lái đưa đi, ông nói chà, ở Sài Gòn sao mà xe nó chạy dù. Tao chóng mặt quá chịu không nổi. Thôi đưa tao về đi. Rồi cũng đưa về đó. Đưa về là phải nghe ổng. Nghe ổng giảng kinh, ổng dạy luân lý nè. Ổng nói là hồi mà cái ông Bảo Đại mà còn đi du học ở bên Tây á, bà nội mày bán bánh ít ở cầu Bến Lức để nuôi tao đi ăn học. Trời ơi, đêm nào 1-2 giờ đêm vậy đó, ông điên cái đầu, sáng mở mắt không nổi, làm sao đi làm việc. À, Xuân à, dạ. Con biểu chú Phán lấy xe đưa hai mẹ con đi Tầm Du để thăm ông nội đi con. Dạ. Chú Phán ơi, chú Phán à. Ôi, sửa soạn xe. Đi đâu? Dạ, đi về Tầm Du thăm ông nội. Rồi, xong ngay. Ba không đi sao? À, tối nay ba có hẹn với khách. Thôi để chủ nhật rồi ba xuống sau để thăm ông nội con. À, mình ơi, xong chưa mình? Xong rồi. À, nhưng mà để em dọn cơm cho mình ăn rồi đi nha. Trời ơi, tôi chừng nào ăn không được. Mình xuống thăm ông già giùm cho tôi yên tâm cái đi. Ông bệnh tôi lo lắm, mình có biết không? Rồi, trời xong ơi chưa? Xong rồi, cái gì mà hối quá trời quá đất vậy nè. Nè, nghe tôi dặn nè. Tới Bình Điền hay là ăn lạc gì đó ha, rồi mình tấp vô quán cơm dọc đường đó, ăn đỡ ba hột đi. Xuống dưới không có ai nấu sẵn đâu nha. Thì xuống thăm ông già, sáng mai hay là thôi thiệt nào ông già hết bệnh rồi mình về cũng được nha. Tôi biết nha, ông già thương mình hơn tôi á. Mình ơi, hả? Bây giờ em đi về dưới nha. Cái về dưới cái em gõ dây thép lên cho mình nha. Rồi. Cái xong công việc cái mình ô về dưới mình thăm ông già để ông trông mình lắm mà nha. Rồi. Thưa ba con đi. À, đi đi con. À, ba. Gì đó con? Ở nhà đừng có mèo nghe ba. Tổ cha mày. Trời ơi. Tổ cha mày. Ôi, trời ơi, con nó nói chơi mà mình làm gì dữ vậy? Nói chơi cái gì?
Bà thấy không? Bà thấy nó dám xúc phạm đến danh dự của thằng cha nó, bà thấy không? Nhưng mà mình có không? Có cái gì? Mình có mèo không? Làm gì có chuyện đó. Có, mình thề đi. Trời đất ơi, tới giờ này mình không tin tôi phải không? Thì được, mình thề rồi. Đi, mình ngon mình thề rồi, đi. Rồi rồi, được rồi, không tin tôi thề. Đây nè, tôi mà có bà nhỏ nó thiệt với mình nha, tôi bước ra đường thôi, nha. Thôi thôi, xe, thôi, xe. thôi mình ơi. Không, mình để tôi thề, Thôi mình ơi, mình đừng có thề, cái miệng mình lanh quá, mình thề coi chừng mình dính á. Thêm đi nha mình. Ờ, đi đi mình. Đi con. Tôi ban đi. Ê chết, quên. Gì đó mình? Cây dù. Trời ơi, quên cây dù. Anh cho lấy dù đi. Cây dù mà làm tôi hết hồn rồi, thật. Quái ơi, nè, nhớ dặn quái nó cộn tô lại nha mình, để ra đường cắn người ta mang quả nha. Rồi, có tôi ở nhà mà. Nè, đi gì đâu qua cửa nè, có khóa lại nha. Dạ. Nè, trộm vô lấy đồ hết trơn nha. Dạ. Nè, chìa khóa anh để trên lầu á. Dạ. Nhớ nha không, cửa nè có khóa lại nha. Dạ. Em đi nha mình. Dạ. Cái chết quên. Gì nữa đó? Gió trầu. Trời ơi, quên cái gió trầu. Trời ơi, quên này là chết em á. Thêm đi nha mình. Thôi đi đi. Khoan ơi Khoan. Nè 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 nè. Mày lái xe làm ơn mày lái chậm chậm giùm tao nghe. Lỡ có cái gì mà bả có gì là chết tao à nghe mày. Phong ơi, tao không ngờ hôm nay mày khôn quá Phong ơi. Trời ơi. Alo. 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 Xin lỗi, có phải là 20355 đó không? Đúng rồi, ai đó? Tân đó hả? Phong đây nè. Trời ơi. Nè, mẹ con nó về tầm vu rồi nha. Hay vậy đó. Nè, tao biết sao không? Sao? Mò nói dốc. Mò nói là ông già bị bệnh nặng. Trời đất ơi, trụ già hả? Đâu phải trụ đâu ta. Cái này là ngộ biến phải tùng quyền mà. Tội nghiệp, nó nghe nói ông già nặng, mẹ con nó chạy. Lo chạy đôn giày đáo đi về tầm du. Tân ơi. Ơi. Hồng đâu rồi? Ngồi ủ rũ nè. Cái gì nữa đó? Giận nữa phải không? Chớ gì sao? Trời ơi, cái gì kỳ vậy ta? Cái gì mỗi chút mỗi giận vậy ta? Ê sư Tân ơi. Ơi. Giờ tôi làm ơn nha. Tôi giải thích với Hồng là từ từ hả? Từ từ để cho Mo sắp xếp cái đã. Khi nào xong rồi đó thì đến đây liền, không có gì đâu nha. Khỏi nhờ tôi giải thích không em đâu. Ủa sao kỳ vậy? Thôi giờ nói chuyện với Hồng đi. Đâu rồi, bả đâu rồi? Đây nè Hồng, nói chuyện đi. Alo. Alo, anh Phong đó hả? Ghét không? Trời ơi, cái anh Phong đó hả là tôi thấy tôi chết rồi. Anh đây nè, gì đó cưng, gì dẫn hoài vậy? Hả? Trời ơi, anh á, sao? Anh nói anh sẽ đưa em đi. Ừ. Anh cứ bắt em ở nhà của anh Tân hoài, em ngại muốn chết vậy đó. Trời ơi, ngại cái gì? Nghe anh nói nè, nhà hàng Tân là nhà của anh. Em đừng ngại gì hết trơn á, cứ xem như là nhà anh vậy đi. Thôi bây giờ vậy nha, để anh chuẩn bị ha, rồi em cùng với Tân đến nhà anh liền nhé. Rồi chừng nào em tới được? Tới ngày bây giờ, cứ chuẩn bị đi. Anh ở đây em đón nhé. Thì em tới ngay ha. Rồi. Hồng ơi. Ôi. Hồng ơi, nè cho anh My cái coi. Quỷ nè. Má, trời ơi, hôn gió mà sao nó ngon chưa từng thấy trời. Quái ơi. Quá à? Dạ, thưa ông gọi con. Ê, sao kêu mày lâu quá vậy mày? Dạ, con bận làm việc mà sao á. Đằng trước mày không lo chuyện đằng sau. Dạ, thưa ông gọi con có việc gì à? Có chuyện tao mới kêu mày lên đây, chứ lẽ tao kêu mày lên đây mày ngồi mày tiếp chuyện với tao. Dạ, được, con đâu dám. Nè, mày đi Vũng Tàu tao cái. Dạ, con đi liền bây giờ hả ông? Trời ơi, không lẽ ngày mai mày? Dạ. Nè, gì? Vũng Tàu đâu, con đâu có biết không? Thì Vũng Tàu ở kế Cà Mau đâu mà ngu. Dạ vậy là con biết Vũng Thơm, chứ Vũng Tàu con không biết. Tôi chưa thấy thằng nào ngu như mày á. Thì dù Vũng Thơm, rồi qua Vũng Liêm, đi lần về Sài Gòn rồi ra Vũng Tàu. Yeah. Vũng Tàu ở trong miệng mà chứ đâu mày hỏi. Dạ. Ngu ghê. Nè, tiền nè cầm đi, rồi mua giấy đi ngay. Từ đây ra tới đó cũng độ chừng 2 giờ, thấy không? Mày ở đó chờ cho đến sáng ra, rồi hỏi nhà của chị ba. Dạ, chị ba nào vậy ông? Thì chị ba cá mặn nhà. Dạ. Ở tại Bến Đình. Mày bảo là chị lựa giùm cho tao 3 ký tôm tươi với thêm vài ba con
cua lột, ta đem về đây mà tao đãi khách sang. Dạ, nếu nói như vậy thưa ông khỏi phải đi xa. Sao kỳ vậy mày? Tôm cua ông lạnh thiếu, chỉ sáng mai con ra chợ tha hồ mà lựa. Tao bảo là mày phải đi đi. Ở đây là tôm chợ, tôm sinh với cua ốp không à? Dạ thưa ông con biết rồi, nhưng mà mua có mấy ký tôm cua mà ông sai ra thuốc Vũng Tàu mua con tiếc tiền xe quá. Mày khôn hơn tao phải không? Mày khôn hơn tao. Thôi tao biết mày khôn hơn tao. Dạ. Tao nói cho mày biết. Dạ. Tao cần món ngon tôm cua tại biển á nó mới tươi, mày biết không? Dạ thưa ông, nó tươi là tươi ngoài đó chứ đem về tới đây nó cũng chết ngủm rồi, tươi gì nổi. Thế kệ tao mày ơi. Dạ dạ. Tao biểu là mày đi thôi à, nghe chưa? Dạ. Thôi dạ, đi đi. Dạ thưa ông con đi. Dạ. Ủa trời, tao biểu mày đi, mày đi đâu đó? Dạ con ra ngoài sao. Mày làm gì còn sao á? Dạ con ra con đóng cửa bếp thả con chó ra con đi liền. Thôi được rồi, chó tao biết thả. Đi đi mày. Ê, dạ. Tao trở ra là mày còn đây biết tao mà nghe. Dạ thưa ông con đi. Rồi. Có dịp rồi. Đây là sẵn tiền mua vé xe, bây giờ mình chạy tuốt ra rạp Nguyễn Văn Hảo mua vé coi cải lương chơi. Tối kiếm chỗ ngủ một giấc, sáng xuống chợ cộng lãnh thì tha hồ lựa. Tôm cua ông lãnh có khác gì tôm cua Vũng Tàu Vũng Bè của ông. Mày đi đi. Mày đi đi, mày cứ đi ha. Mày đi ra tới Vũng Tàu đó, rồi mày lết xuống bên đình, mày lết xuống dưới. Một tuần lễ nữa không biết nhà chị Ba Cá Mặn ở đâu đó. À, sắp tới rồi. Hẹn chiều nay mà sao không đến thăm, gió yêu yêu lòng bóng. Ồ, ai vậy? Ai đó? Đi hết chưa? Ồ, đi rồi. Vô đây. Vô. Không nè. Đâu? Đây. Trời ơi, cô cưng tôi bữa nay đẹp, đẹp tuyệt vời. Ngồi xuống đi em. Ngồi xuống đây nha. Nè. Hả? Giao tận tay đó nha. À, vắng có mấy tiếng đồng hồ mà làm như mấy thế kỷ, cự nữ quá xá. Trời ơi, như vậy mới là tình yêu chân chất chứ toa. Ủa, nhà đi đâu vắng hết rồi anh? Em hỏi ai? Bà lớn chứ ai. Ghét không? Kìa. Làm gì có chuyện bà lớn bà nhỏ trong này không biết nữa. Em sao kỳ quá. Nè, mẹ con nó về tầm du rồi, một tháng mới lên. Ủa, còn thằng bồi của anh đâu? Mua thí cho nó một game, nó đi nghỉ mát rồi. Tòa giỏi quá, có biệt tài sai ngày này khiển ngày kia. Bây giờ tới phiên mỏ đi, to định sai đi đâu nè? Làm gì mà dám sai to. Bây giờ ngồi đây với mò nha. Ở đây phải không? Ừ. Tôi nói với chị hay không, biệt thự của anh Phong là những biệt thự sang trọng nhất nhì của Sài Gòn đó. Vậy chứ sao to? Nhà của chánh sự vụ, kim trưởng phòng của nhà tài chánh chứ bỏ sao. Anh à, Tân à, gì? Mò nói cho tao nghe nha. Mò muốn đưa Hồng về đây ở lắm đó. Ừ. Nhưng mà còn kẹt một chút xíu thôi. Kẹt gì? Không, kẹt chút hả? Nhưng mà để rồi từ từ thu xếp cũng xong thôi à. Cái này mình nói thiệt nha, để Hồng ở riêng á, sao tim của mình nó phập phồng lo sợ hoài à. Tôi cũng biết mà, bà nhỏ ở riêng á, thường bị bướm ông nó quyến rũ lắm. Chứ không phải anh ghen hả? Còn ở chung là sợ sư tử phải không? Cái gì sợ? Tại vì mo chưa muốn hành động nữa chứ. Phải mà, đây là dinh cơ của người ta thì người ta làm chủ, chứ đâu phải như em vậy. Phận hoa hèn cỏ dại như em thì làm sao được phước sống trong lầu cao cửa rộng. Ghét ghê chưa. Em đâu có đèo bồng đâu. Em năn nỉ mình mấy lần rồi, là cho em được tới đây để biết nhà của người ta thôi, chứ em có đòi ở đây đâu. Phận của em á thì phải ở chui rút ở trong đường hẻm, mà trong các xóm bình dân cũng là quý lắm rồi. Cho nên bữa nay nè, em mà được tới đây như vậy, em rất là mãn nguyện. Là vì em biết người ta được mình yêu quý như thế nào. Rồi em từ gia em đi, rời hẳn nơi đô hội phổ quá, nơi gây ra lắm cảnh vui hờn. Hồng, em nghe nói nè,
Em chớ trách chớ phiền mà làm cho anh đây khó xử. Đã trót nắng thề nguyện cùng nhau chung thủy, dù cho có trở nên ly khách thì anh cũng chẳng thể quên em, vì em đã là vợ của anh. Chánh thức quyền quy, còn em ba giờ có ra gì? Tôi khuyên chị nên yên tâm vững dạ, để cho không liệu bề xử sự. Nè, người ta có vợ lẽ thiếu qua chị cũng em chỉ chị thuận hòa. Anh Tân à, anh không hiểu đàn bà nên anh thương là dễ lắm, chứ em tự xét lòng mình thì sống chung vô cùng khổ sở. Hơn nữa em nè, em không có quen phục tùng với bỏ đờ, cùng mà không chịu cùng ai chia sẻ tâm yêu đương. Trời ơi khổ ghê là em ngồi xuống đi. Ngồi xuống đây rồi nghe anh nói đây nè. Hả? Em à, mấy tháng nay mình ăn ở với nhau, anh cảm thấy là cuộc đời của anh tươi trẻ lại, thấy không? Gần bên em, anh thấy say sưa với hạnh phúc, một cái thứ hạnh phúc mà anh tưởng rằng đến cuối cuộc đời của anh cũng chưa hưởng được. À, có phải không Tân? Đúng. Thấy không? À, Hồng à, em là linh hồn, em là hơi thở của anh. Có thể nói rằng hai đứa mình sống mà chỉ cần một quả tim thôi. Còn dương quả cho tôi nghe. Ủa ai xin tim vậy? Tôi mà. Trời ơi phá hoài ta. Kỳ ghê á. Để cho mình an ủi cục cưng mình chút coi kỳ. Hồng, em giận anh hoài hay sao? Nghe anh nói đây nè, đừng buồn anh nữa nghe. Coi kìa. Em sao kỳ ghê à ta. Em có biết không, những lời lẽ thở than của em chỉ làm cho anh đây rối và khổ sầu nghĩ suy. Để anh tìm cơ thuận tiện mà lo cho em, dầu sao cũng tình nghĩa vợ chồng, trước sau lớn nhỏ cho đồng. Vợ của anh là người hiền hậu, chắc thế nào bà cùng thuận ứng thôi. Cùng nhau dưới trên em đẹp, đó là bổn phận mà trời định sẵn cho anh. Nhưng vợ nỗi ghen khác là đôi ta chia sẻ, mạnh ai thì nên chọn đường đi, thương nhau cũng cảm để già, rồi đây ra người xa lạ, phần bạc số nề, sớm ly biệt nhất tình trở về. Ơi, bắt tôi ở đây làm chi mà cho tôi chứng kiến cái cảnh đau lòng đứt ruột này. Cho hay càng già thì tình yêu càng lai láng, thanh niên mà làm sao sánh được với tụi mình, phải không Sự Phong? Chứ sao. Bởi vậy tôi ngồi đây tôi buồn quá rồi tôi nảy ra ý kiến cũng hay. Nè, tôi có ý kiến gì nói cho mọi nghe chứ được không? À, theo kinh nghiệm của bản thân tôi đó, anh chị mà ra mặt lúc này rất là bất tiện. Đúng rồi. Mà để cho bà lớn với bà nhỏ ở chung đó, không khác nào chôn bô nguyên tử ở trong nhà, không biết nó nổ lúc nào. Lại càng đúng. Thấy không? Bởi theo tôi đó, anh nên xây dựng cho chị Hồng trước đi. Bởi vì anh cũng biết mà, 100 người đàn bà thì ghen hết 101 rồi. Chứ sao toàn. Mà ghen vì 2 lẽ thôi. Thứ nhất là vì tình, thứ hai là vì tiền. Mà ghen tình là những cặp vợ chồng còn son trẻ chứ. Có cần khôn sầu sồn như tụi mình á thì mấy bà lớn chỉ sợ mình rút rỉa tiền bạc để nuôi mấy bà bé. Đúng. À, nhưng mà Mo có rút tiền cho Hồng bao giờ đâu. Đó, như tôi thấy phải không? Mo yêu Hồng bằng mối tình chân thật thanh cao thì có cái gì đâu mà má cũng xưng ghen rồi đó, có thấy không? Tôi nói chưa hết lời. Anh thấy ở Sài Gòn là một ông hai bà thiếu gì
Nhưng mà các đức ông chồng thì chỉ huy hay đáo để. Để tôi phân tách anh nghe nghe. Nghe anh Tân nói nè. Bà lớn nhan sắc tàn phai thì để ở nhà giữ tủ tiền coi cửa hàng. Chứ sao? Bà nhỏ đẹp nhậm lẹ dễ coi thì lo chạy affair lo chuyện khác. Có ai xâm phạm gì có ai mà sợ mà ghen, phải không? Đúng. Mà về theo tôi đó thì anh nên xuất ra khoảng chừng 400-500 ngàn gì đó. Hả? Để xây dựng cho chị Hồng sẵn mọi rảnh rang nè. Mọi sẽ tiếp cho một tay. Tới chừng đâu đó xong xuôi rồi, rủi chị Hương mà có bắt gặp thì cũng đã đứng trước một việc đã rồi. Lúc bây giờ chỉ có nước là cầu hòa cho thuận buồm xuôi gió. Thôi, không được đâu tôi. Má con Xuân mà biết được cái chuyện này đã ngang, bà xé tôi ra từng mảnh á. Ai biểu cho biết, chuyện này phải giấu kín, chỉ có ba đứa mình biết mà thôi. Nó tóm lại là phải làm thế nào coi như là Hồng đã có tiền của sẵn. Và Hồng yêu anh không phải là vì tiền. Trời ơi, trong hai lẻ tình và tiền, bớt một lẻ cũng đỡ khổ cho mấy bà lớn lắm chứ. Chứ đã mất tình mà còn mất tiền nữa thì mấy bà đốt mình cũng là lẽ phải thôi. Phải không chị Hồng? Ai biết đâu. Ai tính toán sao đó thì tính. Chứ phận của em khờ dại bơ vơ, em có biết tính toán cái gì đâu. Em chỉ trách cho em nè, tại sao mà em yêu tha yêu thiết anh Phong chi để bây giờ phải khổ sở như vậy. Bước tới thì sợ, còn bước lui thì khổ. Em nói thiệt đó nghe, phen này mà đời của em gian dở nữa thì mấy anh cứ tin đi. Hả? Sông Bình Lợi sẽ là nơi chôn xác của kẻ hồng nhan bạc phận này đó. Mà cái gì kỳ vậy? Trời đất ơi, chuyện gì đâu mà em đòi chết hoài vậy? Mỗi cái mỗi chết à, bây giờ em chết rồi anh sống với ai đây nè? Chứ anh nghĩ có em còn sống nữa mà chi cho sầu khổ đa mang. Sống làm sao trong hoàn cảnh trái ngang, ôi sao suốt kiếp lá lầy yêu đương chi cho thêm bận rồi phải hận ly tình. Có ai biết được cho mình. Hồng, Hồng ơi em đừng quá bi quan, hãy để cho anh bình tĩnh lo toan. Anh sẽ cố gắng lo chu toàn cho xứng đáng tấm lòng già. Ông ơi, ông tính gì thì phải tính cho, lẽ lẽ đừng ở đó mà nói chuyện dây dưa. Thôi to hơi đại tiếng cho bà vui lòng đi, mua nhà cửa xe hơi gì đó. Rồi, thôi được rồi. Bây giờ anh sẽ mua sắm không thiếu bất cứ món gì nếu em cần đến. Thiệt không? Đồng ý chưa? Chắc không đó. Thôi, được rồi, vậy được rồi. Thôi giờ hai ông bà ngồi gần tôi chụp mô hình coi nè. Rồi, lại đây. Trời ơi, cười lên cho nổi. Tiếc tiền phải không? Không phải đâu, bà. Sao? Bà ngồi bà không cười kìa. Cái cười lên nè. Cười. 1, 2, 3. Mai mốt mà có hạnh phúc đừng quên ông Mai Non này nghe chưa. Làm sao quên được. Ủa, nói là không cho uống gì hết phải không? Ê, xin lỗi. Chờ chút xíu nha. À. Chút xíu. Cưng anh ngồi đây chờ anh chút xíu anh ra liền nha. Giàu lắm nha chị. Lo cho chị hết mọi thứ. Đâu? Đây. Tới đây. Phần này là phần của ông Mai Non nghe. Còn cái đầu heo tính sao nghe. Cục cưng của anh uống một ly cho mát đi cưng. Gì đây? Rượu hả? Rượu. Trời ơi, em không uống được đâu, em sợ sai lắm. Sai thì ngủ, đêm nay nhà này là nhà của chị. Chị là bà chủ số 1 nhà này mà, phải vậy không Toa? Chứ sao? Phải rồi, nhưng mà em chỉ làm chủ có một đêm thôi. Rồi mai sáng em phải ra đi, để trả nhà này lại cho chủ chánh thức. Chủ có ba tăng hẳn hồi. Nhưng mà ra đi để rồi làm chủ một biệt thự lộng lẫy gấp 100.000 lần hơn biệt thự này. Đúng. Ê Toa, hả? Đứng trước cái hoàn cảnh này tự nhiên mỏ nhớ tới bà già của mỏ ru mỏ ngủ. Ủa vậy mỏ, hả? Bà hát hay lắm. Ủa chị hát sao vậy? Chị nào? Xin lỗi bác gái hát sao? Toa chơi gác mỏ hoài đó nha. Ta nói bà già của mỏ ru mỏ ngủ. Lúc đó mỏ mới có 2 tháng à. 2 tháng à. Mà mỏ nhớ tới giờ á. Trời ơi nhớ dài vậy. Chứ sao? Mỏ đang nằm ở trên võng mà. Cái bà ru bà nói nè. Thương nhau năm sau núi cũng trèo. Cái mỏ nói sao nữa má. Cái bà nói 7-8 sông cũng lội, 9-10 đèo cũng qua. Trời ơi, to là như mô là Lê Thành Cát, Ngô Thành Liêm qua đèo qua núi. Nhưng mà trong cái khung cảnh nên thơ này phải hát như thế này nè. Hát sao? Thương nhau chẳng lựa cái nhà, villa cất sẵn 5-7 cái liền cho cưng. 5-7 cái liền cho cưng. Nào uống chút hạnh phúc. Vô. Gì vậy? Ai á? Xe của ai vậy anh? Hả? Ai à? Sao kèn này lạ. Có hẹn với ai nữa không? Không đâu có. Một mình Hồng thôi chứ có ai đâu. Không còn bà nào hết hả? Không, để mình ra trước mình khóa cổng lại chắc ăn hơn.
cửa sau. Không, ngã sau không có đường đi. Nhà không có cửa sau. Trời ơi, bây sao? Giờ từ thôi bây giờ vậy nha. Em chịu khó đi vô ngã này. Đi vô ngã này đi. Vô phòng anh trốn đi ha. Khi nào mà là lỡ đụng đầu bả rồi đó, em cứ nói đại em là vợ của. Ê, không được, chỉ biết tôi nhiều lắm không được đâu. Trời ơi, bây giờ làm sao? Khoan từ từ. Rồi. Sao? Tôi có cách. Cách gì? Cách này là hai bà sẽ thân thiện với nhau hơn. Bây giờ khi mà đụng đầu với nhau ha, em cứ nói em là vợ của bác sĩ Dân, bác sĩ Hoàng Kỳ Dân đang công tác tại bệnh viện Nha Trang, nghe chưa? Bác sĩ Hoàng Kỳ Dân. Hoàng Kỳ Dân ở bệnh viện Nha Trang, nhớ chưa? Rồi, được rồi. Đi, lẹ đi. Dạ chào cậu. Gì đó mày? Dạ thưa cậu, cụ lên. Cụ nào? Dạ ông cụ Tầm Du. Ba tao, mày nói ba tao. Cụ. Dạ hồi nào tới giờ cũng vẫn gọi cụ là cụ sao cậu? Thôi này, mày nghe tao hỏi nè. Dạ. Mày về Tầm Du có điều gì mà sao mà nó mau quá vậy mày? Dạ có tới Tầm Du ở đâu. Sao vậy? Mới tới Bình Điền cái mợ bảo ghé rước cô ba về thăm cụ luôn thể. Không về ghé đó gặp cụ. Rồi ông cụ bảo ông quay trở về đây. Chiếc xe hôm nay nó chạy bết nha cậu. Nó chạy bình thường như mọi khi, con về sớm mà mọi bữa nữa đó chứ. Xe lỡ nó hư thì mày nằm đại dưới Bình Điền ăn lạc gì. Ba con. Ba mới lên ba. Con. Dạ. Chào ba. Chào dạ, cậu. Dạ ba, này là kỹ sư tấn bạn con đó ba. Cậu ngồi chơi. Dạ. Ngồi đó chơi đi cậu. Ba ngồi. Được rồi, để ba ngồi. Ba ngồi xuống đây. Khỏe hả con? Dạ con khỏe. Ba khỏe ba. Ba khỏe con. Dạ. Bữa nay tao với thằng Tư đem mới cam chiếc đi lên Bình Điền cho con ba nó trồng. Dạ. Vừa sớ soạn về Tầm Du thì con vợ mày với thằng Xuân chạy xuống nó được tin tao đau. Dạ. Tao có bệnh hoạn gì đâu. Không biết ai sát dân thất đức mà trù ẻo tao vậy đó, chứ tao có bệnh hoạn gì. Cái thằng nào nó chơi ác ghê ta. Quế ơi, Quế à, ra xe lấy đồ vô nè. Vinh, Vinh mới về mình. Anh sai Quế đi công chuyện rồi mình ơi. Dạ, chào chị Hương. Dạ, chào anh Tân. Dạ. Dạ, chị với Tầm Du mới lên. Ôi, có Tầm Du, Tầm Viết gì đâu. Ai đâu có báo tin là ba tôi đau. Yeah. Tôi lật đật tôi chạy về Tầm Du. Yeah. Tới Bình Điền rủ cô ba đi cho vui. Yeah. Tới đó thấy cô ngồi uống trà tỉnh queo. Trời đất ơi, cái thằng mắc dịch nào mà ác nhân sát đức không biết nữa. Mình ơi. Anh gì đó mình? Cô ba có mời mai mình xuống Bình Điền ăn dỗ đó. Cô ba nó mời con đó. Dạ. Ba ơi, gì cô ba mày? Cho con hai con gà. Từ đây mà xuống Bình Điền ăn gà ác hả mày? Nói gì nghe bắt hoàng. Hả? Cô mời mình ăn dỗ chứ mời mình ăn gà hồi nào. Tại bắt đầu lãng rồi nha. Đâu con. Ủa cái gì của ai vậy? Khăn của ai ạ? Của thím vợ bác sĩ Dân đó mình. Bác sĩ Dân nào? Trời đất ơi, bác sĩ Dân là quê ở Nhật Tảo, đồng hương với mình đâu đó, quên hả? Rồi chú được phép đi du học bên Tây á, rồi ra làm ở bệnh viện Nha Trang ha. Rồi thím mới vô đây nè, cho biết là chú Dân đã chết. Hả? Thằng Dân nó chết? Dạ, bệnh thủng chết ba. Trời đất ơi, anh Dân đã chết rồi sao? Trời ơi, tội nghiệp cho anh Dân quá. Ủa rồi vợ của anh đâu rồi? Đang rửa mặt trong nhà tắm á mình. Vậy hả? Hả? Mà sao mình biết chị đó là vợ của anh Dân? Đâu có, hai ông bà gặp nhau ở đâu ngoài Nha Trang anh đâu có biết. Cứ theo địa chỉ vô đây, thế là nói là vô đây để thím nhờ vợ chồng mình đi lãnh giúp Ben giúp biết cái gì đó. Ba ơi, ba còn nhớ anh Dân ba? Bà nhớ chứ con, nó bè bạn với sắp bay ở trong làng hồi còn nhỏ mà. Mấy năm trước đi về thỉnh thoảng nó có ghé thăm tao, rồi mấy năm sau cái nó vắng bạc à. Dạ xin phép bác cháu về. Mình bận công chuyện lắm. Thôi để dịp khác mình gặp nhau. Thôi nè. Dạ xin phép bác cháu về. Cháu về. Thưa chị con về. Về đi cháu, về đi. Ai vậy? Dạ thưa ba, Tân bạn con đó ba. Bạn con đó hả? Dạ, kỹ sư đó ba. Sao tao dòm bộ gió này sao tao nghi quá mày? Tao dạ thấy sao? Nó có gì là lạ à mày? Dạ sao vậy ba? Ở đời lễ phép thì tốt. Dạ. Mà thằng này nó quá hạ mình á, mày hãy coi chừng. Dạ ba, thương con ba nói vậy chứ. Trời đất ơi, con nó sống chết có nhau đó ba. Sống chết có nhau? Dạ. Tao nhắc chừng bay vậy á. Dạ thưa ba. Xin phép ba để con mời thím Dân ra đây nha ba. Mình ơi, anh mời thím Dân ra đây nha mình. Dạ.
Thím Vân ơi, thím xong chưa ra đi, vợ tôi về nè, có ba tôi dưới quê lên nữa. Dạ. Thím Vân đây là ba tôi. Dạ, dạ thưa con chào bác mới lên. Vợ Vân đây hả? Dạ. Cháu. Đây là vợ tôi. Dạ, dạ em chào chị. Thím Vân với mình. Chị Vân à, dạ. tôi mới nghe nhà tôi nói, mới biết chị là vợ của anh Vân. Dạ, mời chị ngồi. Dạ, dạ. Ngồi đi chị. Dạ. Ngồi Thím Vân. Chị Vân à, chị đừng ngại chi, vì chỗ thân thuộc bà con. Anh Vân với chúng tôi vốn tình đồng hương thân mật. Tôi vừa nghe chị nói là anh Vân mất. Mất là chết rồi mình. Thật tôi xúc động biết bao, tuy không ruột rà nhưng chỗ thâm giao. Anh Vân chết rồi em chị mới biết nhau. Mình à, Thím Vân thì không có bà con thân thuộc, về đây để tìm gặp vợ chồng mình. Thím có nhờ vợ chồng mình đó dẫn cho Thím tìm cái việc làm ăn ở đất Sài Gòn này đó mình. Dạ, thật là tội nghiệp không? Con à, hảo việc thì con hãy dùm lo, con ráng giúp cho cháu nó một phần. Dạ, anh chị thương mà lo liệu, em mà cảm ơn vô cùng. Nhưng em thấy rất ngại ngùng, làm cho anh chị bận rộn vì em. Tội nghiệp ghê mình hả? Không sao đi chị à, vì giúp đỡ cho chị là chúng tôi tưởng nhớ đến anh Vân. Chị Vân ơi, nếu chị vô trong này mà chưa có nơi nào đùm đậu thì chị cứ tự tiện ở lại đây, đúng không anh? Được, phải đó, cái đó phải đó mình. Khi nào mà chị lo xong công việc thì về Nha Trang cũng được. Dạ, dạ nhưng mà em ngại quá chị à. Gì đâu ngại, chỗ chị em mà. Mình ơi. Gì đó mình. Cơm nước gì cho chị Vân chưa? Chưa. Anh định đưa Thím Vân đi ăn cơm tây á, chứ ở nhà đâu có ai đâu nấu. Phải đó, phải mời chị Vân đi ăn nhà hàng đi. Ừ. Xuân ơi. Chị vậy? Xuân à. Nè con à, con sửa soạn đi ăn nhà hàng với ba đi con. Ê, ăn nhà hàng vui quá. Mày vậy không à? Con cái gì mà bà nghe nói ăn con mắt nó kìa. Mày coi chừng tao nghe, tháng này mày sụt hạng đó nghe. Dạ con không có đói. Con buồn ngủ quá à. Dạ, hôm ấy bác với chị cùng đi dùng cơm thêm với em. Được rồi cháu, bác no rồi. Tôi với ba tôi ăn cơm hồi chiều với nhà cô ba rồi. Chị nhà tôi cứ đang tự nhiên đi. Để tôi vô tôi sửa soạn chỗ nghỉ cho chị nha. Dạ cảm ơn chị. Mình ở nhà lo chỗ ngủ Thím Vân hả mình ha. Để anh đưa Thím Vân đi nha mình. Dạ. Anh đi rồi nha. Dạ thưa ba con đi nha ba. Đi con. Dạ. Dạ đi. Dạ thưa bác, dạ cháu đi. Đi cháu. Đi Thím Vân đi. Đi con. Dạ. Phong. Dạ chuyện gì đó ba? Mày cho tao quá gian vòng của mày. Ủa chi vậy ba? Đi hứng gió. Dạ ba đi. Tao muốn dạo cho Sài Gòn coi lúc này có gì thay đổi lạ không mày. Trời ơi, chợ Sài Gòn mà còn y nguyên nó có thay đổi gì đâu ba. Còn y nguyên. Dạ. Như vậy là tao ở nhà. Dạ ấy, ba ở nhà nghỉ khỏe ba. Dạ, ngủ cho thẳng giấc nha ba. Thôi ba ở nhà. Dạ. Con đi. Dạ con đi nha ba. Đi con. Tao già cả rồi, đi xe hơi hoài cũng chóng mặt lắm. Vâng Phong ơi. Vâng Phong à. Dạ. Ra ba hỏi chuyện chút coi con. Ba muốn nói với con. Ủa sao con lại khóc vậy? Lại có cái gì buồn phiền nữa đây? Nói cho ba nghe coi. Hả, cái gì vậy con? Ba, con xin ba tha tội cho con. Từ ngày con về làm dâu của ba, làm vợ của anh Phong, mười mấy năm rồi con không hề sai đạo. Một mực thờ cha cho trọn thạo, một giả thủy chung trọn nghĩa cùng chồng. Ba biết rồi. Chắc tại cái thằng mắt tôi này nó muốn sanh chứng cái gì đây nè. Có phải vậy không con? Hả? Không ba. Con khóc đây không phải là vì anh Phong chơi bời bế tha trụy lạc. Anh Phong hờ hững với con. Từ mấy tháng nay con đã khóc nhiều rồi, mà chính ba cũng đã rõ đã. Hôm nay tình cờ vợ của anh Vân đến đây, báo tin là anh Vân đã chết, làm cho con bồi hồi khó ngăn dòng lệ. Thôi ba nhớ rồi, thì ra con khóc là tại vì thằng Vân nó chết. Ba ơi, con đâu dám dối ba, mà con cũng không dám dối lòng.
sở dĩ con dám thú thật với ba là gì? Chính ba cũng biết ít nhiều về mối tình dáng dở của con với anh Dân. Trước kia, mười mấy năm, con và anh Dân đâu cùng nhau hẹn ước. Rồi vì sự nghiệp anh Dân lên đường ăn học, trong lúc con về quê tắm mẹ con đau nặng ở quê nhà. Anh xui anh có nói thật với ba, ba biết hết á. Nhưng ba nghĩ vì thằng Dân nó đã biệt tích từ lâu nên ba mới đi cưới con cái thằng Phong, thì cũng đâu có cái gì mà sai đạo đâu con. Rồi khi con về làm vợ của anh Phong, khi Giang đã đóng thuyền thì anh Dân trở lại. Tội nghiệp cho ảnh trước cảnh tình ngang trai, anh không mãi may hờn tôi, lại xem Phong là người bạn tâm giao, vẫn quy mến con như người chị. Rồi năm ấy anh từ biệt vợ chồng, con để ra đi biển biệt phương nào. Bao ơi nay anh Dân chết đi, vợ chồng con mất mát đi một người bạn quý, con bồi hồi nhớ lại chuyện xưa. Rồi tội nghiệp cho anh Dân đã gợi năm xương tàn nơi đất lạ trời xa. Thôi con đừng có buồn phiền nữa, thiên sanh nhân tắc hữu kỳ phần mà, số nó phải chết thì làm sao mà cải mạng trời cho được. Đừng có buồn nữa, nghe lời ba, đừng buồn. Ủa, giờ này ai còn kêu cửa nữa cả? Dạ, cửa không có khóa, giờ mời vào. Hả? Anh Dân! Chị Hương! Trời đất ơi! Hả? Dân nè! Mày là... Dạ, 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 cháu nè bác. Thằng Dân đi sao? Dạ, cháu là Dân nè. Mày đâu về với mày? Dạ, cháu ngoài Nha Trang mới vô nè bác. Ủa, sao kỳ cục vậy cả? Trời đất ơi! Sao người ta bảo rằng anh đã chết rồi? Cái gì vậy? Trời đất ơi! Ai báo cho chị hay cái tin động trời dữ vậy? Vợ anh chứ ai? Dạ. Thì con vợ mày nó về đây nè, nó ghé đây hồi chiều. Nó nói chứ ai mà nói. Cái chuyện này thật lạ à nghe. Tôi có vợ con hồi nào đâu. Ê. Mà ai xưng là vợ tôi vậy cả? Mà tôi có chết chóc cái gì đâu. Ủa, bộ anh chưa chết hả? À? Bộ anh chưa có vợ hả? Chưa. Trời đất ơi, vậy chứ người đàn bà đó là ai vậy cả? Nhưng mà ai? Ai giới thiệu với chị người ấy là vợ tôi nè? Anh Phong chứ ai? Anh Phong. Ừ, mà chính chị ấy chị cũng xưng chỉ là vợ của anh nữa. À, đâu ngoài Nha Trang mới vô đây nè, nhờ anh Phong lo lãnh tiền rắp ben rắp biết vậy. Thôi đừng giỡn mà anh. Chị Hương à, tôi nói cho chị nghe. À, hay là nhân tình nhân ngại gì của cháu? Dạ, dạ thưa bác, cháu không có nhân tình nhân ngại gì đâu bác. Mà thôi rồi, chắc là chị gặp cái bà nào đến đây định làm tiền chị rồi đó. Chị coi chừng đi chị Hương. Trời ơi, không lẽ anh Phong anh cũng lầm? Chứ trong nhà thì gần cả buổi trời nè, rồi mới đưa đi ăn nhà hàng nữa nè, rồi thân mật cũng như là vợ của anh vậy. Ừ, vậy đó. Thôi rồi, tôi hiểu rồi chị Hương à. Rồi, tôi cũng hiểu rồi. Ba cũng hiểu rồi. Trời ơi, mấy người này gạt tôi phong vậy kìa, này là chết cho tôi. Con bình tĩnh lại con. Bình tĩnh lại con. Anh Dân. Anh làm ơn bước trái qua bên phòng bên kia tôi chút xíu đi anh Dân. Chị Hương. Thì anh cứ bước qua bển đi, chừng nào tôi gọi dẫn ra mà. Nhưng chị phải bình tĩnh, đừng có nóng quá nha. Trời ơi, cái gì đâu mà không bình tĩnh. Bác. Ừ, để cho bác bình tĩnh lên nghe con, đừng run nghe con. Bình tĩnh lắm ba, bình tĩnh đi ba. Ba vẫn bình tĩnh như thường. Con cũng bình tĩnh nữa. Đừng run con, bình tĩnh lại con. Con mệt quá vậy ba.
ba chưa đi nghỉ hả ba? Làm sao nghỉ được? Trời, gần 11 giờ rưỡi khuya rồi ba. Ủa, má ăn sừng, mình có lo sửa soạn chỗ ngủ thím Vân chưa? Mình qua đứng bên này. Anh qua đó hả? Chị Phong mà có chuyện ba gì ba đứng đây. Con. Ba ngồi xuống đây. Xin lỗi ba. Mình à, thím Vân. Cái gì? Thím Vân à? Ờ. Xì. Bà kia, bà nghe tôi hỏi, vậy chứ ai dám biết chuyện tài trời, rằng chồng bà là bác sĩ Vân. Vân nào chết cũng Vân nào sống sờ sờ. Chị Phong mà chờ đây tôi xin hỏi thật, bà nên thú nhận đành rành. Bà là ai? Tên họ của bà là gì? Có phải chồng bà là chồng của tôi không? Nè nè, bọn chúng bay đã dở trò bịp bòm mong để mà con dối gạt vợ nhà. Mẹ con Xuân á là một đứa hiền hậu thiệt thà, gặp đứa nào khác á hả, nó xé xác tụi ra. Vợ của ai mình nên nói thật à, chị vợ... chứ không phải đây là mèo mỡ của mình. Mình từ mấy tháng nay cặp sách nhân tình nè. Trời ơi, bữa nay vẫn về nhà cái mà chọc gan tôi. Trời ơi trời, tại sao mình lỏng quá vậy hả? Danh dự của chồng mà mình không trọng. Trời ơi, thật là đàn bà mà, đàn bà chuyên môn ghen ẩu mà, mỗi chút là mỗi nỗi cơn ghen à. Trời ơi, nhục nhã như thế này, anh Vân ơi, anh hỡi có hay, anh biểu tôi về chi cái nhà này, rồi để cho người làm xấu thân tôi. Thôi được rồi, tôi không muốn nói chuyện với bà nữa, để cho tôi đi đi. Đứng lại, đứng lại. Mình, xin lỗi thêm Vân nè, xin lỗi. Không phải gì, đứng đây. Cái gì vậy? Bà đứng đây, bà trả lời câu hỏi của tôi. Bà nói đi, bà nói là bà đã lấy chồng tôi đi, rồi tôi để cái nhà này cho hai người ở, tôi đi luôn, bà nói đi. Trời ơi, tức chết đi nè. Đàn bà ghen bóng, ghen gió, làm xấu hổ cho chồng. Nè nè, tôi không được vừa đánh nói ra chưa? Coi cái gì mà mình nóng dữ vậy? Khổ là tôi khổ nè, trào máu là tôi trào máu nè. Trời ơi, buồn cái lỗ tai tôi làm gì vậy? Tôi đã nói với mình rồi, đây là vợ của anh Vân nè, mình nghe chưa? Trời ơi, Vân ơi, hương hồn mày có linh thiêng, mày về mày chứng giám cho tao. Trời ơi, non nước này mà còn Vân ơi, thiệt đó nha, đàn ông mấy người á nha. Cái gì, không có sỉ sỏ nghe, không có đàn ông nghe. Đàn ông cái gì đàn ông? Vậy chứ mình cha hàm lão khẩu, bảo kim là sao em đó. Cái gì lão khẩu? Sao? Cái gì? Mày làm cái gì hả? Trời ơi, thì vợ anh Vân, tôi nói vợ anh Vân chứ cái gì? Tức thiệt, tôi nói ba nghe nè, phải chi mà cái thằng Vân hồi nó còn sống đó ha ba, nó dẫn vợ nó tới đây nghe ba, rồi nó giới thiệu, thì giờ đâu có cái chuyện này xảy ra, ba thấy không? Phải vậy không? Thấy không? Con nói vậy chứ gì nữa. Trời ơi, tức học máu. Vân ơi, Vân, hồn mày có linh thiêng hả Vân? Mày hiện ra đi, mày hiện về đây, mày chứng giám giùm người tao Thành Phong. Trời ơi, lâu quá không có gặp anh, sao lúc này anh mạnh khỏe chứ hả? Vân ơi, tại sao mày không chết rồi sống mày hiện về đây mày hại tao? Đó, bác sĩ Vân đó, chết từ ngoài Nha Trang đội mồ về Sài Gòn đó. Còn ba, chồng bà chết đi sống lại không mừng đứng nhìn trân trân nha. Khốn nạn trân trân. Trời ơi, ông Phong ơi là ông gì? Phong, bây giờ ông đứng yên đó, ông để cho người ta mắng chửi tôi vậy sao ông đứng Phong? Yên cái gì, chọi tôi nhìn kéo buông ra. Còn ông, trời ơi, đẹp đẽ quá ha, trù ẻo trong già bệnh hoạn rồi đuổi mẹ con tôi về tầm du đi rước mèo về nhà, phải không? Mình ơi. Phải mà, còn trẻ còn đẹp mà, chứ đâu phải già ăn trầu bô bô như tôi gì đâu. Mình trầu này mình ăn đi mình. Dẹp, bữa nay nghỉ ăn luôn. Thiệt là bữa nay tôi mới thấy rõ cái bộ mặt của ông đó. Hồi nào ông khoe khoang với tôi là chồng chúa vợ tôi, nào là ông la một tiếng là vợ ông nằm sát rạc rồi mà bây giờ trời nói xấu nữa nè trời. Không biết thằng này rồi. Thôi được rồi, bây giờ mở ra đây tôi dình miệng ông. Ông bây giờ ông đi luôn phải không? Ông đi, tôi tự vào tôi chết cho ông coi. Mình không có mình đâu. Trời vợ tôi có người võ, trời ơi. Thưa bà, trước khi tôi đi ra khỏi cái nhà này, tôi cũng cần phải nói toạc ra cho bà hiểu. Không phải tôi tới đây tôi giật chồng bà như bà đã lầm tưởng vậy đâu, mà
mà chính ông Phong nè. Ông đã lừa dối tôi, ông đã gạt gẫm tôi, đưa tôi từ ngoài Vũng Tàu về Sài Gòn này ăn ở mấy tháng nay. Cũng tại tôi nhẹ dạ, tôi dễ tin, cho nên tôi mới lỡ bước xa chân, làm người sơ khanh, nay ta sẽ ra sự thật ê chề. Tôi phải đâu ông trường tin chán mà để người ta sỉ nhục rẻ khinh. Trời ơi, thiệt là khốn nạn cái tình đời mà. Mình à, việc lỡ rồi thì mình hãy thương tôi. Trời ơi, non nước này mà còn biểu tôi thương. Ba ơi, con chết đã đặng rồi, sống làm gì cho tôi ổ nhục nhờ. Con chết đã ba ơi. Con! Mình ơi, mình hãy nghĩ tới cái nghĩa gối chăn vợ chồng trên 10 năm ân ấy mà mình cạn xét cho tôi. Sao lần sanh con xuân mình sanh khó, mình ở với anh bạc đường sanh nợ. Ông muốn đổ thừa tại như vậy mà ông có vợ bé phải hôn. Ba nghe anh nói đó ba. Thật chết bầm bầm. Cũng mạng đa thế, thầy bói coi tôi, nếu không có vợ bé trong năm này, có vợ bé năm này, thế tôi cãi số trời, coi chừng tôi phải chết. Chết nữa. Mình ơi, tôi biết là tôi có vợ bé thì mình buồn, nhưng tôi chết rồi mình sẽ buồn hơn. Sao? Mình nói làm sao? Mình nói là ông thầy bói ông nói mình á lỡ sanh vào cái cung mạng đa thê. À, phải hả mình? Không có vợ bé mình chết hả? Bởi vì em buồn lắm mình ơi. Chết! Hả? Mình chết đi. Mình nói vậy. Mình chết liền tại đây đi. Mình chết đi. Mình chết tôi chỉ khổ có một lần thôi à. Hả? Bà nghe anh nói đó, ông có vợ bé anh chết đó, bà xử đi. Con để đó cho ba. Mày! Ba! Bất hiếu hữu tâm, vô hậu di đày, nên con mới lén tặng tiểu giới hồng, là mong sao có chút con trai để nối dòng. Trăm vạn đàn ông người nào cũng đều tuôn ra có một dòng mà, ly cơ thuận số nối dòng để thỏa mãn tâm tham lam. Mình tại sao mình ở nói với tôi những lời như vậy? Thật giả tôi muốn kiếm con trai đó là để cho ba ẵm ba bồng. Nếu không có con trai là tôi mang tội bất hiếu với tông đường. Thôi thôi, cái chuyện này mày làm sao cho em đẹp á thì mày làm ha. Mày đừng có lý luận hiếu đạo với tông đường, mày làm tao thêm mắc cỡ. Tao không ngờ mày là con của tao mà tánh tình mày giống ai á. Mày không giống tao chút nào hết trơn á. Mày đặt có vợ một, vợ hai, rồi đổ thừa là muốn kiếm cháu nội cho tao vui. Trời ơi, kiếm cháu nội cái điều này tao vui không nổi rồi. Thưa bà, từ nãy giờ anh Phong anh nói với bà như vậy, đó là ý muốn riêng của ảnh. Chứ còn tôi đó thì chưa chắc gì tôi chịu làm bé cho ai đâu à nha. Ai mà biết điều với tôi phục tôi đầu. Còn ai mà ỷ quyền cậy thế thì con này nó cũng có thế nha bà. Quyền thế gì? Trời đất ơi, giật chồng người ta còn lớn lớn phải không? Quyền thế gì? Tôi không có quyền là vì tôi không được gia đình và xã hội nhìn nhận. Nhưng mà tôi có thế là tôi đã ở ăn trốn vài tháng nay. Với anh Phong tôi đã mang thai. Hả? Tôi thai hả? Ông có nhìn nhận hay là không? Trời, 2 tháng ba ơi. Ông nhìn hay không cũng được, luật pháp có thờ ơ, nhưng lương tâm người có trách nhiệm. Dòng máu ai đi thăm, tôi hỏi ông, chứ ông định lẽ nào? Nhỏ thương nhiều quá. Trời ơi, bình địa nổi ba đào, quốc hận sôi trào, non nước này làm sao. Thôi dính biệt anh Phong, kể như duyên nợ đã hết rồi, tôi đành vui sạch nợ đời. Tôi chỉ còn một chết cho xong, tôi được
rồi. Ông ở đây với bà vợ của ông đi. Ông để cho tôi chết không. Tôi dính biển không, không. Dính biển không. Nghe em nói nè. Không à. Không. Không. Ông đi. Ông không có đi. Không. 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 Ông đi đâu? Ông đi từ từ. Giờ tôi chết cho ông coi. Kìa con. Con nè. Con trời ơi chết cháu tôi rồi. Chết cháu tôi rồi. Gần khó đi, khó đi lỡ bước phải đi, tấm thân làm bé tấm thân làm bé xa gì đắng cay. Em đêm rồi em ngủ ngon hả? Con nó có khóc không em? Anh còn lại đây làm chi? Anh hỏi han làm gì? Sống ở biệt luôn á, đặng đi ai, sống chết thì mặc ai. Em sao kỳ quá, nó bậy bạ hoài, cứ nói vậy hoài à. Em tội nghiệp cho anh là sao? Không à, anh luôn luôn lo lắng cho em và con trai yêu quý nhất của chúng ta. Lo, phải rồi, anh lo lắm. Anh lo mà từ ngày sanh cho tới ngày về nhà, có đêm nào anh dám ở lại đây với vợ với con đâu. Nghĩ thiệt là tuổi thân, mang tiếng có chồng mà khi sanh nở cũng như là đẻ lạnh chữa quan vậy. Cứ vậy không à, cứ vậy không à, không bao giờ mà thương giùm cái hoàn cảnh khó khăn của tôi hết á. Hoàn cảnh cái gì? Lúc nào anh cũng đổ thừa cho hoàn cảnh hết á. Anh sợ thì anh cứ nói đại là sợ đi. Cái gì đâu mà đó thì sợ đó. Bây giờ em đi kêu hỏi đi ha. Em hỏi tất cả những cái người đàn ông trên thế gian này đi, coi có ông nào mà có vợ bé không bao không có sợ bà lớn không? Có không? Em hỏi đi. Nếu mà có anh cha nào mà không sợ đó, tôi quỳ xuống tôi thưa sư phụ liền á. Phải rồi, người ta có gia đình nhìn nhận, có xã hội binh vực, có ba tăng hẳn hồi, chứ đâu phải như là cái thân làm bé của em vậy nè. Nữa khóc nữa, em sao kỳ quá. Nghe anh nói nè, đừng có khóc, mới sanh còn yếu, thấy không? Em khóc nó hại sức khỏe thôi. Em sao không nghe anh nói gì hết trơn à? Để thủng thẳng anh sẽ thu xếp cho. Nghe anh nói này nha, ba đó, ba mà biết em sanh con trai đó nghe, ông mừng lắm, ông thương lắm. Rồi ông sẽ thu xếp cho em về ở với anh, thấy không? Thì chà 9 giờ rồi. Anh phải đi vô trong sở làm việc. Thôi nghe, đừng buồn, đừng khóc nữa nghe. Anh đi rồi chiều anh trở qua nha em nhé. Thôi ba đi nghe, chó con. Tân, anh mới tới hả? Ngồi chơi anh. Tại sao Hồng không hát câu con quả lông đen anh kêu bằng ô thước, em có chồng rồi vô phước anh thương. Anh thiệt à, cứ nói chơi hoài hả? Anh đi tìm anh Phong em phải không? Anh mới đi làm đó. Tìm mà làm cái gì? Một thằng bạn chơi thân với nhau mà nó bưng dĩa mất gừng của tôi mà tôi tìm làm cái gì? Thôi mà anh Tân, anh cứ nói chơi hoài vậy hả? Dù gì thì tôi cũng là vợ của bạn anh. Vợ bé? Nhưng mà tôi có con với anh. Đó chính là điều tôi hận thằng Phong và tôi hận luôn thằng nhỏ này. Thằng Sơn con của tôi nó vô tội, nó có làm gì đâu mà anh hận nó. Hồng quên rằng tôi quen Hồng trước thằng Phong, nhưng tại vì nó giàu phải không? Thì cũng tại anh với anh Hai Hổ hồi đó cứ sắp đặt rồi gài riết cho tôi phải yêu anh Phong chứ ai. Tại vì Hồng là một đóa hoa hương sắc, mà tôi thì không muốn một đóa hoa hương sắc bị dập dùi trong mưa gió. Dù yêu Hồng, tôi đã nén lòng hy sinh để cho Hồng được nâng niu chiều chuộng. Cho đến bao giờ Hồng có một cuộc sống khá hơn thì tôi sẽ tìm cách đưa Hồng thoát khỏi cuộc đời làm vợ bé, để cùng Hồng kết nghĩa vợ chồng. Nào ngờ Hồng ăn ở với nó có còn, thằng nhỏ sinh ra làm tôi lo sợ từng ngày.
thì anh đã từng khuyên tôi phải làm thân bé mọn, phải ráng dành dùm lo cuộc sống cho mình. Anh biểu tôi phải đục khoét Phong cho thật là nhiều tiền, rủi Phong về vợ lớn thì cũng có mà ăn. Bao nhiêu tiền bạc Phong cho tôi đưa hết cho anh lo liệu, vì anh hai hổ chỉ biết xài phá quan tàn. Tiền của Phong cho tôi tạo dựng được một nhà hàng lòng chưa kịp xin một hồng lại có con. Thằng nhỏ sinh ra lòng tôi đau đớn, vì nó kết chặt thêm tình nghĩa vợ chồng, và nó làm cho nhiều kẻ sẽ mất yêu thương. Trước hết là chị Hương có thể sẽ mất chồng, Phong già mà có con trai thì làm sao mà buông hồng được. Vì vậy có thể tôi sẽ mất hồng từ khi có con Hồng lộ vẻ yêu chồng. Hay hổ lo sợ mất con heo sữa là cô em, trong cuộc mua bán ân tình Hồng còn khờ dại, không chịu giữ mình để có con mới là hay. Tôi muốn đời mình có riêng nguồn an vui, nếu lỡ cuộc đời làm bé chẳng yên thân, thằng Sơn giúp tôi quên bớt ưu phiền, và đàn bà luôn thèm được làm người mẹ thương con. Những lúc ôm con tôi không còn sợ đau sầu, đứa con là lá bùa hộ mạng rất linh thiêng. Hồng nói tôi càng giận Hồng, nhưng mà giận thì giận, nhưng lòng thương thì vẫn cứ thương, cho nên tôi mới tới đây. Anh nói vậy là sao hả anh Tân? Chị Hương biết em ăn ở với Phong có con rồi đó, có thể dắt bác Hương Sư tới đây ngay bây giờ. Trời ơi, làm sao anh biết được? Thì thằng Quế nó được lệnh theo dõi em, nó vừa quay lưng đi là tôi đi vào cho em hay nè. Chết rồi, nếu thằng Quế biết được thì thế nào bà cũng biết được. Bây giờ tôi phải làm sao đây? Mà thầy kệ nó, tốt thì tốt hết, xấu thì xấu hết, tôi không sợ gì hết á anh à. Đâu được, phải tính phải liệu chứ. Còn biết liệu cái gì nữa bây giờ, họ giết tôi cũng không sợ nữa. Hay là bây giờ vậy nha, tạm bồng nhỏ này đi cho qua cơn sóng gió này đi. Không, tôi không có đi đâu hết á, tôi chờ họ ở đây nè. Liều quá, thôi được rồi, để tôi đi kiếm Phong. À nè, trong khi mà vắng tôi đó, biểu đứa nào nó kiếm hai hổ về đây nó bảo vệ cho, có gì nó lo cho. Trời ơi. Qua à, Qua. Dạ. Nè, em chạy ra ngoài ngã tư ngoài đầu đường, kêu cậu hai hổ về đây gấp cho mợ, đi lẹ đi. Dạ. À mợ ơi, cậu hai nhậu quán nào con đâu có biết. Trời đất ơi, thì cứ ra mấy cái quán rượu ngoài ngã tư để hỏi thăm thì gặp chứ gì. Nè, à, à nè, Qua Qua. Nè, rồi em chạy xuống dưới xưởng của cậu đó, mời cậu về đây gấp cho mợ, đi lẹ đi Qua. Về gấp hả mợ? À. Dạ. Trời ơi, con ơi, rồi đây số phận của mẹ con mình sẽ ra sao? Thiệt là khổ cho tôi, khổ cho con tôi. Trời ơi. Chuyện gì đó? Kìa anh hai ơi, khổ tới nơi rồi anh hai ơi. Khổ gì? Gia đình vợ lớn của anh Phong sắp tới đây bây giờ nè. Bây giờ anh tính sao đây? Tính gì? Phải lo cho tao trước cái đã. Đưa 500 trả tiền quán rượu, thiếu tùm lum ngoài hết rồi. Trời ơi, em mới đưa cho anh 2.000 hôm đầu tháng đâu. Hết rồi. Anh xài tiền cái kiểu như vậy thì tiền đâu mà em cung cấp cho anh nổi chứ. Ha, bay làm như tiền của bay vậy bay tiếc. Tao xỏ mũi cho bay được con nai vàng thì đập lột nó, hãy đập lột cho tao xài chứ. Lúc trước khác, lúc này khác. Anh nghĩ coi, bây giờ tôi còn phải lo cho thân tôi, cho con tôi nữa. Chưa biết ngày mai rồi sẽ ra sao đây nè. Con, con là cái quái gì? Đem dao quách nó cho cô nhi viện, rảnh tay rảnh chân mà làm ấp phe khác chứ. Chưa chắc gì thằng Phong nó biết yêu thương con của nó, thì mày bán mấy thằng nhỏ này để làm gì? Không có được đâu, ra sao thì ra, con của tôi thì tôi nuôi chết cũng được nữa. Ngon, thôi tao đi nha. Anh hai. Sao? Trời ơi, thiệt là khốn nạn quá mà. Con nít mà mày chửi nó làm chi? Đây nè, tôi còn có nhiêu đó đó, anh lấy hết đi, anh không biết thương ai hết mà. Tao phải thương tao trước cái đã chứ. Tôi đi làm thêm xị nữa coi. Rồi bây giờ anh lấy tiền rồi anh đi hả? Anh đi rồi họ tới đây họ cắt cổ tụi con gì? Ai hả? Trời ơi, vợ lớn của anh Phong chứ ai. Sao nãy giờ mày không nói? Thôi được, để tao ở đây coi nó làm gì bây cho biết. Bây giờ nghe, mày ha, mày vô trong á, mày lục mày kiếm cái chai rượu mặt đen của thằng Phong, đem hết ra đây cho tao. Tao cần đầy đủ chất lượng để chiến đấu với quân thù. Trời ơi, uống rượu nữa.
đâu mà uống thêm vài ly nữa đó nghe. Ông trời tao không sợ, đừng nói chi vợ lớn vợ nhỏ, đụng tới tao là nát xương à. Đây nè, rượu nè. Ô, Martin. Rượu còn nguyên không mày? Không. Tưởng còn nguyên đem bán được. Ê cha, cái bao này còn đẹp quá ta. À thôi được rồi, cái bao này đem đưa cho mấy thằng mắc dịch bán rượu giả cũng kiếm được vài lít đê. Cha, ngon dữ, mặt tên ha. Làm hết cái này đó là nó ép thê. Dạ, nhà thứ ba mới lên. Dạ. Đây là con ba, con gái của tôi, là em của thằng Phong đó. Dạ, chào cô ba. Dạ, con mời ba ngồi. Không à, mày coi cái nóc nhà mình có lủng lỗ không mà sao nắng lọt vô đây hay sao mà dù che phủ lộng đây? Con ba, sụp dù xuống con. Dạ, mời cô ba ngồi. Ai đây? Ai mà nhìn tôi kỳ cục vậy? Ai ạ? Dạ, anh bà con của tôi. Bà con ruột ở Chí Hòa mới ra. Vậy? Chí Hòa hả? Ừ. Hèn chi mặt có cô hồn quá ha. Mới nhìn cái phát ứng. Còn cô là chủ nhà này phải không? Dạ. Ba, con có nghe anh hai của anh mua cái nhà này bao giờ đó ba? Ba có nghe biết gì đâu. Cô ba à, dù sao thì việc cũng đã dĩ lỡ rồi, chắc cô cũng thừa biết câu chuyện giữa tôi và anh Phong. Thì tôi thiết tưởng còn gì nữa đâu mà cô phải mắc mỏ xỏ xiên với tôi là vợ của anh cô và là mẹ của cháu ruột của cô chứ. Trời ơi, tôi có biết gì đâu. Mười mấy năm nay tôi chỉ biết mình có chị dâu tôi đừng trận đạo à. Chứ tôi đâu có về tôi có thêm bà chị dâu thứ hai nữa. Còn cháu tôi hả? Tôi chỉ biết có mình Sân thôi. Chứ cháu con đầu cái thứ đồ bá vơ. Kìa cô ba. Con. Tại sao cô vào đây mắng chửi tôi? Cô không nghĩ tình mau mu. Dạ thì thôi cũng được rồi cô ba. Con ba, con hãy nín đi. Con cứ để cho ba nói chuyện. Phải quấy thì còn có ba. Việc nhà nay đã tắc tệ, con la rầy chi cho to tiếng, để cho thiên hạ chê cười. Để cho ba. Rõ ràng là cô này cô ngang quá trời, cô làm phách làm tàn. Cô còn lớn tiếng thì biết tay tôi à. Nè 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 nè, chú kia. Tại đó con tôi nói cho chú biết nha. Chuyện này á hả, chú đừng có xen vào à. Con. Vì đây là chuyện của người chứ biết không. Cô còn lớn tiếng thì biết tay tôi à nha. Ê chú kia. Ê gì? Xích lô xe kéo gì ê? Chú kia chú nào? Tôi nói chú đó, chú Chí Hòa đó. Chú nói ai làm tàn? Ai làm tàn? Con. Kìa. Gây lộn với cô rồi không lý. Tôi nói với bà nội tôi. Sao? Con. Cái không chuyện con ta cái xí vô à? Con sao kỳ quá, vô đây mà sao con cứ ào ào? Chứ bà không thấy sao? Con để đó cho ba. Để cho người lớn người ta nói chuyện với nhau. Chú à. Chú Chí Hòa. Tôi không phải tên Chí Hòa. Tôi tên Hai Hổ. Chí Hòa là nhà của tôi. Ờ à, chú Hổ. Chú đừng có gầm. Chú gầm tôi ớn quá. Đừng nóng chú. Để tôi nói chuyện. Đừng nóng. Còn con ba, con để đó cho ba. Cô kia. Dạ. Tôi không cần giới thiệu thì cô cũng đã biết tôi là ba của thằng Phong. Và cũng như tôi biết cô có lần mạo nhận là vợ của ông bác sĩ Vân. Mấy tháng nay tôi tưởng cô biết thân mà cô buông tha cho thằng con bất hiếu của tôi. Chứ tôi đâu có về. Cô lại dùng bùa mê thuốc lú mà cô làm cho nó mê sai cô. Rồi nó bỏ vợ, nó bỏ con đó, nó bỏ gia đình, nó bỏ luôn cả thằng cha già gần xuống lỗ của nó. Tôi nói vậy mà cô nghe không? Dạ thưa ba, dạ con nghe. Không, tôi không phải ba cô, dâu tôi ở đường Trần Hưng Đạo á. Tôi lặp lại, thằng Phong nó gần sạt nghiệp là cũng vì cô, mà gia đình tan nát cũng vì cô, mà mấy tháng nay thằng già này bầm gan tím ruột cũng vì cô. Thì thử hỏi một người có lương tâm, một người có lương tâm có thể kéo dài mãi tình trạng này được không vậy hả cô? Hả?
vì cô, tại sao cái nào cũng vì cô hết vậy mà không vì cậu? Đàn bà có bao giờ nó chọc ghẹo đàn ông trước đâu. Có chăng là mấy cái thằng cha ý nhà giàu, ý tiền nhiều, dụ dỗ con gái anh ta, tại sao không vì cậu mà vì cô không ạ? Thì tại vì ham xe hơi, ham nhà lầu, bây giờ có khổ cũng ra chịu chứ biết làm sao. Ê, biết điều tụi này biết điều còn kỳ cục, tụi này kỳ cục như thường à nha. Biết điều gì, biết điều gì? Giật chồng người ta mà biết điều là biết điều cái gì? Giật chồng ta chứ bộ giật chồng cô hả? Xin lỗi à, nhìn kỹ lại mặt này đi. Dạ. Người ta là gái chữa chồng. Ây da. Nếu thế em là gái lỡ thời, xin hiến dâng em chàng trai chết vợ. Ây da trời ơi. Vô ghê hả? Mặt như hà bá ai thèm. Quánh ha, quánh cua đờ rét ha. Tôi nói cho mấy người biết, tại vì tôi tức cho anh tôi, tức cho chị tôi mà tôi nói ra được không? Chị, chị cô chứ bộ ruột là gì sao mà cô tức? Ha, gái ê chồng mày đã ghen. Kệ tôi ghen đó rồi sao? Bộ phong chồng cô hay cô ghen? Mất dạy. Không có nghề chết rồi phải không? Anh tôi mà dám ăn nói vậy đó hả? Giả cho rớt răng còn cái răng cháo bây giờ. Dám không? Dám không? Thôi con. Giang ra. Ba để đó con. Để đó cho ba. Mày giang ra. Để ra chặt mũi này dài dao coi. Anh hai, thôi mà anh để cho em nói chuyện mà. Cô ba, dù sao thì cô cũng là đàn bà như tôi, nhưng cô có phước hơn tôi là cô được sinh trưởng trong một cái gia đình nề nếp, chứ phải chi cô được sống trong cái hoàn cảnh của tôi, bị hạng người học thức dụ dỗ như thế này thì chắc là cô không nỡ dùng những lời cay đắng như vậy để mỉa mai tôi đâu. Tôi nói như thế không phải là cầu mong ông và cô xót thương tôi. Giờ tùy ông và cô định liệu cho số phận của tôi phải ra sao đây. Có phải là Phong đã nhờ gia đình can thiệp để đuổi xua tôi cho khỏi bận chân ông? Cô sao cô khéo đặt điều hả? Rồi đổ chút cho anh tôi. Còn thằng nhỏ này hả? Ai mà thèm nhìn chút đồ con rớt con rơi đó. Còn rớt con rơi còn hơn gái lỡ thời ế độ. Xách cái dù đi xuống đi lên, không ai thèm đến bị lên móc lên mê. Trời. Cái cha tôi mất mớ ông nội, mấy người sao mấy người nói hoài vậy trời đất ơi. Trong cái mặt của hồn như là cái bánh bèo thiêu nha. Người ta đã không thèm nói tới rồi nè, xíu cái miệng thúi vô nữa. Cô ba, đời tôi cam phần chi tội nghiệp cho muôn tôi, chưa chi phải mồ côi dù nó còn đu cha lẫn mẹ. Nè cô, tôi đã sống bạc đầu và đẻ được cô, thằng già đâu có ngu mà cô lại hồng lung lạc. Nước mắt mồ hôi và gia tài sự nghiệp của cháu của con tôi, cô đừng hòng sang đoạt được đâu à. Tôi nói như thế không phải là cầu mong ông và cô xót thương tôi. Giờ tùy ông và cô định liệu cho số phận của tôi phải ra sao đây. Có phải là Phong đã nhờ gia đình can thiệp để đuổi xua tôi cho khỏi bận chân ông? Cô sao cô khéo đặt điều hả? Rồi đổ chút cho anh tôi. Còn thằng nhỏ này hả? Ai mà thèm nhìn chút đồ con rớt con rơi đó. Còn rớt con rơi còn hơn gái lỡ thời ế độ. Xách cái dù đi xuống đi lên, không ai thèm đến bị lên móc lên mê. Trời. Cái cha tôi mất mớ ông nội, mấy người sao mấy người nói hoài vậy trời đất ơi. Trong cái mặt của hồn như là cái bánh bèo thiêu nha. Người ta đã không thèm nói tới rồi nè, xíu cái miệng thúi vô nữa. Cô ba, đời tôi cam phần chi tội nghiệp cho muôn tôi,
cô, tôi đã sống bạc đầu và đẻ được cô. Thằng già đâu có ngu mà cô lại hồng lung lạc. Nước mắt mồ hôi và gia tài sự nghiệp của cháu, của con tôi, cô đừng hòng sang đoạt được đâu à. Coi vậy khó lắm mà cô ơi, không có dễ đâu. 1000 lần tôi cũng tin lạnh hai tôi từng tuổi đó mà còn đẻ được con trai, làm gì có. Móc họng hoài ha. Ê bác hai, bác nghe rõ chưa? Để móc họng hoài mà nếu có xảy ra chuyện gì, đừng đổ thừa hai hổ du côn đứng bên xe này nha. Chuyện gì là chuyện gì? Chuyện gì là chuyện gì? Chuyện của hai đứa mình. Du viên không hai đứa mình. Cô bà, như vậy là cô không tin thằng bé này là con của anh cô sao? Tin sao được tin. Thưa ông cũng không nhìn nhận nó là cháu nội của ông. Không. Được rồi, tôi cũng không cần. Bây giờ tôi chỉ muốn biết ông và cô đây muốn gì. Tôi muốn cho cô lập tức ra khỏi cái nhà này, buông tha anh hai tuấn trở về với vợ con của anh. Trở về với vợ con? Được rồi, tôi sẵn sàng. Con ơi, con hãy vậy mà đi với mẹ. Người ta là vợ là con, còn mẹ con mình không được ai nhìn nhận. Con chỉ là một dòng máu lạc dòng. Làm gì mày khóc? Làm gì bồng nhỏ đi? Đưa thằng nhỏ đây cho tao, tao đem bán lấy tiền nhậu cho bỏ ghét. Không, con của tôi thì tôi nuôi, nghèo mạt thì tôi đi ở đợ mà tôi nuôi nó, tôi không giao nó cho ai hết á. Anh Phong ơi, kể từ nay anh hết nhìn thấy mặt con của anh nữa rồi. Khoan đã, bồng nhỏ lại tao coi. Trời ơi, để đi cho rồi đi, còn có coi gì nữa ba. Con hãy lại xa ông nội đi rồi đi con. Nó tên gì? Dạ, con đặt tên nó là thằng Sơn. Sơn à, Sơn ơi, trời ơi. Con ba cũng khoái nhất dữ à. Người lão nội mày. Con ba, nè, con tỏa mắt lại con nhìn giùm ba chút coi con. Thôi đi, con nó con nít đâu. Lại với cháu chút đi em. Ai em ấy rồi? Không em thôi chứ. Dù nè, con ba lại đây nhìn coi. Con nói là con không có ưa con nít mà. Nghe cái mùi nó khó chịu lắm. Thì con lại đây con nhìn nè. Đó, con nhìn thấy không? Đó, nó cười. Ba ơi, sao nó giống quá vậy ba? Ừ, nó giống á con à. Ông nội ơi, nó giống như đúc vậy ba ơi. Ừ, nó giống quá, nó giống ai vậy con ha? Nó giống ba. Ừ. Chắc tại bà giống anh hai á. Lão nội mày. Nó cười thì ghét ghê không? Nó cười, ba đưa bồng chút ba. Thôi, hãy trả con tôi lại cho tôi. Mượn bồng chút làm dữ hả? Thưa ba, con đi. Con nhờ ba nói lại giùm với chị hai là đừng thù con tội nghiệp nha ba. Hồng, trở lại ba biểu con. Ba tôi kêu kìa. Ba kêu kìa. Ba ơi, đây là núm rượu của anh Phong. Giờ ba nhìn cháu ba đi rồi con ra từ. Con ơi, ba biết xử liệu sao đây cho thuận tình hợp lý. Làm mẹ cha chỉ được nhìn đứa con dâu mà mình lo cưới hỏi, còn chia rẽ tình duyên bất chánh thì làm khổ lụy trẻ thơ vô tội. Trời ơi, tay cắt tay bao nơ, con ruột bức ruột sao đành. Thằng Sơn là do máu xuân của ba nó tạo thành. Là ông bà, ba biết xử sao cho tiền. Nhưng dù sao cũng là tình quyết nhục thiêng liêng. Vừa mới mở mắt chào đời đã nhận lãnh quan khiên. Tội nghiệp của mẹ cha chứ trẻ thơ vô tội. Không biết thì thôi, chứ biết ba vẫn là ông nội đâu nỡ bỏ cháu mình đói khổ bơ. Trăm sự gì cũng tại thằng Phong hết đó mà. Bởi nó đắm sắc,
nó mê tình mà nó làm khổ lụy mẹ cha mà. Trời ơi, gia đình đang êm ấm, trên thuận dưới hòa, làm ăn phấn chấn, vậy mà nó lại sân tâm học đòi vợ một vợ hai, làm cho ghen tương sông gió. Kẻ thì than, người thì khóc, làm ăn xa xúc đâu có còn hạnh phúc năm xưa. Hồng, bà không có quyền nhận con là dấu, nhưng đôi với lương tâm là ông bà, ba phải tính toán và lo sao cho thằng Sơn nó khỏi khổ. Vậy con hãy giao nó cho ba đi con. Con giao nó cho ba và cô của nó, đem về tầm du nuôi dưỡng. Còn con tìm xứ khác làm ăn xây dựng lại cuộc đời mình. Đúng rồi, ba tôi nói đúng đó. Chị có nghe ba tôi nói gì không? Giờ chị giao nhỏ cho tôi với ba tôi đem về tầm du nuôi đi. Dù sao tôi cũng là cô ruột của nó, ruột thịt của nó mà. Chị đừng lo, tôi nuôi được. Tôi đem nó về dưới, tôi lấy gạo lứt, tôi quậy muối cho nó uống. Trời đất ơi, bộ bị sụn sao mà uống gạo lứt với muối? Uống ra màu lớn lắm á. Màu lớn thì đem qua về nuôi cho qua màu lớn đi em. Chơi cái điều chặt chuối mẹ bức chuối con ai chịu? Đừng chịu không? Tôi cảm ơn cô ba. Bây giờ cô đã chịu nhìn nhận nó là cháu ruột của cô. Nhưng dù sao thì nó cũng là máu huyết của tôi. Tôi không bằng lòng tôi giao con tôi cho ai nuôi hết. Con của tôi thì tôi nuôi. Hơn nữa, tôi đâu có tật nguyền gì đâu mà tôi nuôi con tôi không nổi cô ba. Chị nuôi, chị nuôi. Chị nuôi rồi lớn lên nó làm gì ăn? Không lẽ nó đi ăn mài hả? Ăn mài còn khá hơn cái thằng cha của nó mất dạy. Nè 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 nè, chú nói ai mất dạy? Chú nói ai mất dạy? Chú không được không hao. Chứ không mất dạy sao dụ dỗ đàn bà con gái ăn ở người ta có con rồi cho gia đình tới đây xua đuổi. Nhưng mà không ai có quyền để nó đi ăn mày, để làm nhục gia đình tôi. Nếu phải vì nó đi ăn mày mà cha nó bị nhục nhã thì cũng là sự bình thường. Vì người đời sẽ cười chê cha nó tệ bạc, đã tạo ra nó rồi mà để cho xã hội phải nuôi nó. Nhưng mà tôi nói cho chị nghe, cái thằng nhỏ. Thôi đừng cãi giả nhau nữa mà thêm đau lòng. Hồng con, ba khuyên con, ba khuyên con cần phải hy sinh con à. Ba ơi, con đã hiểu ba kêu gọi, con hy sinh để chấp nhận thiệt thòi của người vợ bé. Con đã biết thân phận của con chỉ là cỏ nổi qua có buồn phiền nữa. Con hãy giao thằng bé Sơn này cho ba nuôi đi. Đừng có buồn nữa con à. Ba, ba ơi, đây là chút giây quan nghiệp cuộc đôi đời. Con cũng xin giao lại cho ba. Con ơi, mẹ bớt ruột lìa con để cho người ta nuôi dưỡng. Vì đời mẹ chẳng xa chi, mẹ vì gì tương lai của con mà hy sinh tình. Oh,
bà. Phần của tôi thì cô ba để thủng thẳng cho tôi thu xếp cô ba. Cái gì? Thủng thẳng tính hả? Trời đất ơi, chị trì quẩn hoài à, đâu còn đó à, đâu có được. Có chừng đẻ nữa à. Ông nội ơi, chị mà đẻ 5-7 đứa nữa ai chịu cho nổi. Chị đi liền đi, chị đi liền đi mới được. Tôi cũng thương chị lắm mà biết làm sao giờ. À, hay là chị chờ tiền phải không? Tôi biết mà, tôi biết chị chờ tiền lắm mà. Nè, để tôi cho tiền. Tôi ít có cho tiền ai lắm á, tại tôi thấy nhỏ tôi thương á. Nó cười hoài chút qua tôi xích vậy. Nè, à, tôi cho chị 500 nè, cất đi. Thêm đi con, thêm đi con. Thôi ba, 500 được luôn, thêm gì nữa. Thêm đi con. Nè, thêm 500 nữa đó, 1000 đó. Cất đi để dành nha ông, đừng xài á. Cho chị đó. Cho. Tôi đâu có xin cô ba. Đúng. Không xin nhưng mà phải đòi. Vì đây là một cái chuyện mua bán đổ chác hẳn hoi. Không ai có quyền can thiệp vô việc này hết. Mà tôi sẽ đứng ra để giải quyết chuyện này. Chú, tôi nhân danh phòng thương mại. Xích không phòng thương mại. Tôi bán bé 10.000 không thiếu cắt. Xỉa tiền đủ bồng bé đi, không đủ để lại tiền tao cháu múc, không tiền trúc cháu vô. Sao chú à, bán nhỏ này hả? Quyền hạn gì mấy người bán, chứ còn tình nghĩa gì nữa mà không bán. Nếu có tình nghĩa thì đâu có áp bức người ta quá là như vậy. Không, bồng thằng nhỏ đưa đây cho tao, ai can thiệp tao bầm nát như xíu mại. Rắc rối nữa rồi. Không có gì rắc rối hết á, bà để đó cho con. Trời đất ơi, tiền bạc đâu trả lẳng nhất vậy. Con của anh hai con đẻ ra thì con bồng, con ẵm, con nuôi. Thằng nào có giỏi làm gì thì làm thử tôi coi nè. À, nhào vô kiếm ăn. Thôi con. Vô đây, thôi chú. Vô đây. Thôi con. Chém à, chém đàn bà mới chắc ăn à. Thôi con. Chú. Chú Hổ. Chú đừng có vô côn. Chú đừng có ham đâm chém nha chú. Chú chơi dao á, có ngày chú không đổ ruột á thì chú cũng lòi trồng té nổ nghe chú. Về con, về. Rủa già mày đặt dữ. Được rồi, tôi về. Tôi về một lát nữa tôi kêu chị dâu tôi tới mấy người coi tôi. Biết điều quá mà, biết phải, biết quý quá mà, cho tiền mà chê, mới thấy. Kêu lại rồi làm gì người ta? Có làm gì đâu. Hồi nãy gan trời với mồm tôi ha. Hồi nào tới giờ chưa ai dám rớ tới tôi á. Tại tôi khoái cô ba có cái mục rồi chửi lộn. Ê cha tôi, mắc mớ gì mấy người nói hoài á. Du côn dao búa. Nè, gặp ai chứ gặp gái tầm du thì biết à. Dữ. Chạy lẹ quá chém kịp. Trời ơi, anh hai ơi, anh còn ngăn cản họ lại làm cái gì? Rồi để tai họa sẽ trút xuống lên đầu tôi đây nè. Con qua thì đi biệt, anh Phong thì không thấy về. Khổ ơi là khổ. Tại sao trời sanh tôi ra là bắt tôi làm bé anh chi vậy nè trời. Tao không có sợ gì hết mày. Có tiền cho tao thì cái gì cũng được. Vậy gì mày đi mình không? Để tao bán nhỏ 10.000, chia mày 5.000, tao 5.000. Rồi mạnh nào lo nấy. Thôi tôi sợ lắm rồi. Anh để cho tôi đi trước đi. Anh ở đó mà anh đòi tiền họ. Không, tao không có cho mày ra khỏi cửa đâu mày. Tại sao lại cản tôi? Anh lo cho thân anh, tôi lo cho thân tôi. Anh để cho tôi đi. Để thằng nhỏ ở đây, mày muốn đi đâu thì đi. Không. Không thì tao không cho mày đi. Tại sao? Tại sao anh cứ đeo đuổi theo tôi hoài vậy? Tại vì không có mày, tao chết đói. Trời ơi. Nghe ba tôi nói, cô định bán thằng nhỏ này với giá 10.000 đồng. Không, tôi không bán con tôi. Không bán, nhưng đòi đổ chắc bằng tiền thì cũng như bán. Đây, 10.000 đồng đây, cô cầm lấy rồi đi đi. Rồi cô để thằng nhỏ này lại tôi nuôi cho. Vì cô mà gia đình tôi tan nát. Cô là đàn bà,
sao cô không thông cảm cho nỗi khổ của đàn bà? Cô còn trẻ, còn đẹp mà. Cô buông tha giùm ông Phong đi. Tôi gian cô, tôi xin cô mà. Đây, 10.000 đồng, cô cầm lấy rồi đi ngay đi. Không, bây giờ không bán 10.000 mà phải bán 20.000. Hả? Giá cả mỗi lúc mỗi khác. Sao? Tới 20.000 đồng lận à? Chắc giá hàng không nói sách. Được rồi, đây, 20.000 đồng đây. Các người cầm lấy, rồi đi đi, đi liền đi. 20.000, tiền nhiều quá em ơi, đi em ơi. Không, tôi không bán cô đâu. Trai nè trời, chồng tôi làm khổ cho tôi, 1 năm trăng gió tốn gần 2 vạn bạc, nước mắt mồ hôi, thêm một đứa con quan mà lại là con trai nè trời, con trai mới được tân tiêu đùm bọc. Xuân, Xuân ơi, con có biết đâu vì đứa bé này mà ba con hờn với gia cam, không thương tưởng vợ con nhà, mãi lo bồ đắp cho người ta. Con sôi máu trào nhỏ lắm, cô không hiểu gì đâu. Quê, quê. Dạ, dạ thưa bà, và dạ thưa bà gọi con. Bồng thằng nhỏ này đi ngay. Dạ. Ê, con bồng ra xe hả bà? Không, mày muốn bồng nó đi đâu thì đi, tao không muốn thấy mặt nó nữa. Bồng nó đi ngay đi. Con biết bồng đi đâu bây giờ bà? Muốn đi đâu thì đi. Mày đi không? Mày không đi phải không? Mày không đi, tao đập đầu tao chết đi thôi. Dạ khoan, để con bồng đi. Trời ơi, đi đâu bây giờ, đi vòng vòng đi đâu bây giờ? Anh quý. Má, sao hồi nãy má chịu ẵm em về cho nội với cô ba nuôi, bây giờ má biểu đem bỏ em cho chết? Hay là mình đem nó về nuôi cho con, có được đứa em trai cho con ẵm con bồng? Em Xuân nó nói đúng đó bà, làm như vậy con thấy tội nghiệp lắm bà. Con ấy để con đem nó về Gò Công với chị con nuôi rồi bà. Mày muốn bồng nó về Gò Công cho chị mày nuôi, ai nuôi cũng được, nhưng mày đừng có để cho ông Phong ông biết nha. Ông biết là tao chết mà mày cũng chết đi nha quê. Trời ơi. Nè, tiền nè, mày cầm lấy rồi đi ngay đi. Mày muốn bồng nó đi Sóc Trăng, Bạc Liêu, Gò Công, Cà Mau, Đà Lạt gì cũng được, rồi mày ráng mà tìm xứ khác làm ăn đi nghe quê. Trời ơi là trời, ai ăn mắm đâu biết bắt tôi khát nước, thiệt là quan vậy đó.
chuyện của ông làm mà bà nở đài cũng đi biệt xứ sao bà? Dạ tao hỏi mày đi không? Nếu mày không đi tao sẽ chết cho mày được vừa lòng. Xuân ơi, con còn nhỏ lắm, con không hiểu gì đâu. Quới, bồng nó đi liền giùm tao đi, đi liền giùm tao đi. Đâu giờ mà không đi phải không? Mày không đi tao cắn lưỡi tao chết cho mày coi. Để con đi. Trời ơi, đi đâu bây giờ trời? Anh Quới, anh Quới. Hồng à, Hồng ơi. Ủa, Hồng đâu rồi cả? Còn thằng Sơn nữa. Hồng à. Hả? Còn bà, bà làm gì bà ở đây hả? Tôi tới đây để niêm phong căn nhà này. Gì? Vì bà vợ yêu quý của ông đã bồng thằng nhỏ đi rồi. Vô lý, vô lý. Ông đi đâu vậy? Ông đi tìm mẹ con à? Vô ích, đã đi xa rồi. Cái gì? Bà đuổi mẹ con nó phải không? Đuổi? Ờ. Tôi có quyền gì mà đuổi nó đâu. Người vợ hiền và con yêu quý, ông xong khéo bài điều, buộc tôi vào tội lỗi. Thôi thôi thôi, bà nín, bà nín, bà nín đi. Bây giờ tôi hỏi bà nè, mẹ con ở đâu hả? Rồi sao bà lại đến, bà đến khoác nạc ở giữa căn nhà này? Trời ơi, chính bà mà. Bà là người gây ra sóng gió. Sao tôi gây sóng gió hả? Ai làm điên đảo gia càng cho bình địa nổi ba đào. Thôi chắc tôi điên mà, tôi điên mà. Bà nín chưa? Tôi không muốn nghe nhiều lời. Bây giờ bà chỉ à nghe, bà chỉ cho ra hả? Mẹ con Hồng nó ở đâu? Ở đâu rồi? Bao phen tôi đã chịu nhục nhằn, lần này là bà đừng có chọc tôi à nghe. Ông nói nghe dễ quá ha. Tôi không có quyền động đến ông mà. Trong khi em có đủ quyền hành phản bội lại vợ nhà, san sẻ và tài sản yêu đương cho kẻ khác, ông làm cho tôi một năm trời âu sầu đau khổ. Năn nỉ ông cũng không xong, hờn dỗi ông cũng không chừa. Phải mà, ông quên rồi mà. Ông quên hồi còn tắm mặn mà. Bây giờ nè, bây giờ ông giàu sao ông có quyền phải chết rồi. Giờ ông phụ rãi tôi, ruồng bỏ tôi. Trời ơi, trời ơi, chỉ có cách là tôi giết ông nè. Gì vậy bà làm? Tôi giết người đàn ông phản bội nè. Bà làm cái gì kỳ vậy? Bà muốn tôi ra bà làm cái gì? Trời ơi, tại sao tôi không giết được ông mà ông nợ giết tôi chết mòn, chết mỏi, chết đứng, chết ngồi nè. Trời ơi, giờ tôi giết ông không được không? Giờ ông giết tôi đi, ông giết tôi đi, ông giết tôi đi. Bà làm cái gì? Bà muốn tôi ra bà làm cái gì vậy nè? Tôi không sợ nè. Trời đất ơi. Giờ tôi nói nè, tôi đó, tôi đuổi mẹ con nó rồi đó. Hả? Ông nói nó yêu lắm phải không? Nó thương lắm phải không? Bằng lòng nhận tôi 20.000 đồng để xa lìa ông. Sáng mắt ông chưa? Bà, trời ơi, bà đuổi nó phải không? Hồng đâu rồi? Con của tôi đâu? Không. Con tôi đâu? Bà muốn tôi đi? Ông muốn tôi đi? Bà muốn tôi ra? Ông muốn tôi đi? Tôi không? Hả? Giận ba con mới dọn về đây ở. Vậy bố má tính bỏ ba con luôn sao? Con không chịu vậy đâu. Rồi con không có ba làm sao? Con gặp ba con kia bằng gì? Con không chịu đâu má ơi. Con đau xót quá con ơi. Tôi từ nay đành tan vỡ một gia đình. Má đau nhiều sống thừa chỉ vì chút
cờ trói buộc tình thiêng liêng. Rồi má tính sao đây, khi con khỏi giấc thương mà con ta còn có về nhà hay là bỏ ba luôn? Con ơi con ráng nghi lo cho đôi mắt mau lành, con mạnh đi rồi mẹ con mình lo liệu chốn náo nương. Sẽ đưa con về quê cũ để dần quên đi chuyện đau buồn. Má con không chịu đâu. Dạ thưa bà. Chú còn đến đây làm gì nữa? Đi ra đi. Trời ơi, tôi đã tốn bao nhiêu tiền cho chú con Hồng rồi mà chưa đủ hay sao chứ còn đến đây nữa? Tôi sợ chú quá mà. Dạ thưa bà, chuyện ấy là đành rồi. Nhưng hôm nay tôi đến đây để trả ơn cho bà, chứ không phải gây phiền não gì cho bà nữa đâu. Sao trông chú có vẻ tiều tụy vậy? Tôi đau nhiều lắm, tôi đau ban cua bà. Tội nghiệp không? Thôi chú vô chú ngồi đi chú. Cảm ơn bà. Hồi nãy chú nói chú định trả ơn cho tôi, nhưng mà ơn gì vậy? Dạ, tôi đến cho bà hay rằng sau khi con Hồng nó lãnh bạc của bà, nó vừa ra khỏi nhà là có thằng Tân đến cà rà quyến rũ, nó bằng lòng nó về ở với thằng Tân. Tôi vừa biết Tân là tên ma cạo, nhưng đối với ông Phong chồng tôi, anh ấy là bạn mà. Nó chứ Hồng là để câu giữ ông Phong. Cái số tiền mà bà cho 2 vạn á, con Hồng với thằng Tân nó lấy tròn, không cho tôi một xu nhỏ. Tôi rất giờ đói khổ mặt tôi, thật là hai kẻ cướp gặp bà già, quả thật là phường hèn mạt lưu manh. Nó âm mưu xảo trá lọc lường, để mưu đồ hành động bất lương. Trời ơi, tức chết đi thôi. Tôi mắc mưu con khốn nạn Thu Hồng này rồi. Trời ơi, nó lấy của tôi 2 vạn bạc, vậy mà vẫn còn ăn ở với ba con Xuân nè. Xuân ơi, chắc là lần này má tự giận má chết rồi Xuân ơi. Bà, thấy hoàn cảnh khổ của bà tôi thương quá. Càng thương bà bao nhiêu, tôi càng hận con Hồng khốn nạn bấy nhiêu. Nhưng Hồng nó là em của chú mà. Có em út gì ở đâu bà. Ngày xưa nó là tình nhân của tôi, khi tay còn ở đây tôi lần la mai mối nó cho mấy quan tay, nó kiếm được nhiều tiền. Khi tay về nước tôi xua tay, nó hắt hủi tôi, nó coi tôi như là tay sai của nó. Cả năm nay nó bòn rút của ông Phong 500-700 ngàn mà nó nuôi tôi không bằng con chó bẹt rê của nó. Tôi hận nó lắm mà, có nhiều khi tôi muốn bóp cổ cho nó chết rồi trốn đi biệt xứ. Ngạc nội thân bệnh hoạn nghèo đói, ông làm sao hơn được. Trời ơi, từ đó tới giờ tôi chưa hề cắt cổ một con gà, tôi cũng chưa hề xử ác với ai, mà tại sao người ta tàn nhẫn với tôi như vậy nè chú à? Dạ. Hoàn cảnh của chú khổ lắm phải không chú? Dạ khổ lắm, tôi muốn về quê thăm mẹ mà không có tiền mà đi. Chú muốn về quê hả? Dạ, quê tôi xa lắm, quê tôi ở tới chắc cả đau lắm bà. Tội nghiệp không? Thôi chú ngồi đây nghỉ đi nha, để tôi vào trong lấy tiền giúp đỡ cho chú nha. Dạ, cảm ơn bà. Bà lấy tiền khá khá, để đi tàu không đủ. Cháu, cháu đau gì vậy cháu? Cháu đau mắt, trời ơi cái bệnh này ghê lắm. Ráng trị nghe không cháu, để nó nổ một cái bóp cái tiêu rồi nghe không. Thuốc này đây phải không? Ráng nhỏ mắt nghe không cháu. Này chú à, chú cầm đỡ ít tiền để làm lộ phí nghe chú.
À chú, nếu chú có gặp được ông Phong á, thì chú làm ơn chú nói dùm cái giả tâm của con Hồng để cho mấy ông biết ông tìm cách ông xa lánh nó, thì ơn của chú tôi mang ơn suốt đời với chú. Dạ cảm ơn bà. Ơn của bà không biết tôi trả mấy sông mấy núi mới hết được. Trước sau gì tôi cũng gặp mặt con Hồng, mà tôi gặp mặt nó tôi chửi thẳng vào mặt nó trước mặt cho ông Phong, cho ông Phong thấy được cái giả tâm của nó. Dạ thôi, xin cảm ơn bà, tôi đi. Má ơi, sao mấy bữa rồi mà ba không lại đây thăm con vậy má? Ba con có biết ở đây đâu mà thăm. Thì ba hỏi chú Phán biết chứ gì. Má dặn chú Phán rồi là không có được nói cho ba con biết. Ở đây buồn quá à. Rồi làm sao con đi học hả má? Thì ráng hết đau mắt đi, rồi má đưa con về với ngoại với con học. Ở dưới một mình với ngoại sao? Thì má ở luôn ở dưới với con. Còn ba, giống ba con nhớ lắm. Ba con có thương con đâu mà con nhớ. Thương chứ má. Ba má giận nhau hả? Con buồn hết sức vậy đó. Thôi, má con mình trở về với ba nha má. Tại sao nhà mình không ở mà lại ở đây vậy kìa? Thôi, con đừng có hỏi. Con hỏi hoài má buồn quá à. Thôi con nằm xuống đi, để má nhỏ ăn mắt cho. À! Trời, chết tôi rồi má ơi, sống quá. Cái gì đó, chuyện gì? Trời ơi, con Xuân sao vậy nè? Mình ơi, em nhỏ ăn mắt cái tự nhiên con nó la lên nè mình ơi. Thuốc gì đâu đưa tôi coi. Trời ơi, bác sĩ. Trời ơi, bà ơi, bà giết con tôi rồi. Bà là một đàn bà độc ác. Bà giận tôi, mà tại sao bà giết con tôi? Người đàn bà độc ác, bà đã giận tôi, tại sao giết con tôi? Má ơi, chết con rồi má ơi. À! Không, tôi không giết con tôi, tôi không giết con tôi, tôi không giết con tôi. Sáng tới giờ đi không gặp ai hết trơn hết trời. Trời nắng quá trời quá đất. Ông ơi ông, ngồi xuống băng đá này nghỉ máng chút rồi đi nữa ông ơi. Mệt quá. Phán à. Dạ. Khổ quá con. Con cũng khổ quá ông. Ta không biết vợ thằng Phong nó dẫn con Xuân đi ở đâu nữa. Thật là tội nghiệp. Vô hiền thì điên cuồng thất thiểu, còn cháu dại thì bơ vơ như là trẻ mồ côi. À, tao đâu có ngờ vì dẫn thằng Phong mà tao bỏ tầm du, tao xuống Cà Mau tao ở với vợ chồng thằng Tư hơn một năm mấy nay rồi. Tao đâu có hay biết cái gì đâu. Ở trên này mẹ con Xuân nó bỏ nhà nó ra đi như vậy nè. Tao lên tao nghe rồi tao tá hoà. Tao cố ý dò la tìm kiếm khắp phương, mòn mỏi rõ ra việc đã lỡ rồi, con rất đau lòng xót xa. Tao tức quá hà. Dầu cho thằng Phong tài sản nó có bị khánh tận đi nữa, lý nào nó không lo được cho vợ con của nó? Nó để cho vợ con của nó thất thiểu bơ vơ mất còn không rõ. Cái thằng nó tệ quá mà, nó hư hèn quá mà. Ông ơi, con nghe nói là cậu đưa mợ vào nhà thương chợ quán để chữa bệnh điên,
còn em Xuân thì còn mướn người nuôi nhà thương Bình Dân á. Ác nghiệt cho con mẹ lãnh nuôi Xuân, ở đâu được ít ngày lấy hết đồ đạc rồi trốn mất, bỏ Xuân bơ vơ trong nhà thương. Xuân mấy lần mò về tìm nhà thì nhà cửa đâu còn nữa. Con nghe nói người ta thấy đi ăn xin, nhưng mà con tìm hoài chẳng thấy nó đâu hết á. Còn mợ hai thì nằm nhà thương ít ngày cũng trốn đi mất biệt. Lúc đó thằng Phong nó ở đâu? Cậu bận đi Huế tìm thằng bé Sơn với mợ nhỏ. Trời ơi, non nước như vậy mà cũng còn mợ nhỏ nữa hả? Phong ơi là Phong, trời đài này cũng vừa lắm rồi á Phong. Rồi làm sao? Có tìm gặp được thằng bé Sơn không? Dạ. Rồi nhà cửa làm sao tiêu tan hết vậy? Không biết ai gửi thơ rơi mà cậu hai bị nhà nước kiểm tra sổ sách, phát hiện con biển thủ công quỹ đâu cả triệu đồng. Hả? Mà ông ơi, con chứng kiến con thấy cảnh sát thừa phát lại ập vô nhà tịch biên tài sản, cậu sợ ở tù cậu trốn mất luôn. Rồi mày có gặp thằng Phong lần nào không? Con có gặp một lần, bữa con đang chạy taxi đi ngang qua chợ Sài Gòn, con thấy cậu băng qua Bùng Binh, con mới dừng xe lại, con kêu cậu hai, nhưng mà đông quá cậu hai đâu có nghe, cậu hai đi luôn à. Ông ơi, con thấy cái dáng cậu hai bơ phờ tiều tụy, làm như là bị thủng vậy đó, y như mấy người ghiền áp phiện nha. Trời hỡi trời, như vậy cho thấu trời mà. Phán à? Dạ. Bây giờ hai ông cháu mình dông lại đặng Bùng Binh Bùng Biết gì đó, đi ra đặng kiếm có nó ở đặng không? Dạ phải à ông, con với ông dông là Bùng Binh, kiếm không có dòng qua giường bồ rô hay sở thú gì đó, không có trở lại đây. Hồi sáng con có hẹn bác sĩ Dân ở đây nè. Nếu không gặp thì lát mình trở lại. Dạ. Còn thương cây nhớ cội, người xa người sao ai không tội, một mình đường xa lầm lội, tôi phải kiếm cho ra con chim đã xa cần. Xuân, Xuân ơi con ở đâu? Má đi tìm con đây Xuân ơi. Con ơi, ai thấy chỉ giùm con tôi. Má đi tìm con tao, tại mẹ con mày mà gia đình tao tan nát,
bữa tao không có ăn cơm. Đi, đi. Sưng hả? Sưng dạ. Hả? Sao? 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 Quỷ. Hây, quỷ. Trời đất ơi. Đánh thằng quỷ này mệt muốn chết vậy đó. Hây, Kim chọn ngủ một chút xíu rồi. Trời ơi, đi vòng vòng hoài không gặp ai hết trơn hết trời. Trời nắng quá, trời quá đất, đi đổ mọi hột à. Ông ơi, ông lại băng đá này ngồi nghỉ chút xíu đi ông ơi. Trời ơi, hẹn bác sĩ Dân không biết ông tới chưa nữa. Mệt quá. Ăn hộ chưa, con ngựa gì nó chạy như bay. Trời ơi, quất ngựa mà tôi đây nhảy này. Trời ơi, tôi đâu phải là ngựa chứ. Trời ơi, bà Điên ơi, bà hãy dừng tay. Bớ người ta hãy cứu tôi. Mày là con ngựa đực. Trời ơi, mẹ ơi, con và ông ngày nào cũng lội. Cậu ơi cậu, ông ơi ông, mau tới đây sẽ thấy. Mở con đây nè. Chị Hương. Chị Hương ơi, xin chị hãy định tâm thần, rồi mẹ con chồng vợ sẽ trùng phùng. Chị ở đây còn cháu xuống. Tôi giết nó mù rồi, làm mẹ mà thương hại con tôi mù nè, đau đớn tột cùng, tôi phải kiếm con tôi. Chị Hương ơi, chị hãy dằn nén đau thương để gầy dựng lại cuộc đời đang đổ vỡ. Giông tố đã qua, bình minh sẽ tới, hãy đứng dựng lên làm một con người. Hai. Không thể ôm ai đau thương chờ đợi ân trời. Chị Hương, tôi sẽ tìm cách đưa chị về tỉnh dưỡng nghe chị Hương. Dạ thưa ông, bây giờ cứ đưa mợ về tạm ở nhà con đi. Trong mắt mở còn những giọt lệ buồn ngấn đông, rõ ràng vì xúc động làm mở đau loạn thần kinh. Bác sĩ ơi, nếu được chăm lo cứu chữa tận tình, vì mở tôi đâu phải hoàn toàn mất trí. Trời ơi, ba nè con. Ba nào vậy? Ba ai vậy? Ba chồng của chị đó chị Hương. Chị ba nhớ lại đi chị Hương. Con là ba chồng của con đây nè. Ông con mở. Ba chồng của con. Ờ. Ba. Con. Ba. Con. Ba ơi, anh Phong chồng con, anh bỏ con đi mất biệt à. Anh thương con, anh bỏ con rồi. Con nhớ lại rồi, bữa đó chỉ có một mình thằng Hai Hổ à. Nó đi rồi thì con làm mù mắt con Xuân. Đúng rồi, chính thằng Hai Hổ nó hại con Xuân đó con à. Vậy mà chồng con chửi con làm mẹ mà ác độc nè. Anh mới vợ bé về, anh cứ sáng chén dằn mâm hằng học. Mà nghĩ coi, đau khổ tổ cùng sanh ra loạn trí, bây giờ phải dùng tâm lý thì mở con hoàn toàn bình phục được. Con nhìn thấy cũng biết mà, con chỉ được. Chị Hương, bây giờ chị để cho bác Hương nè, tôi nè, anh Phán đưa chị về nhà anh Phán, rồi tôi sẽ trị bệnh cho chị nghe chị Hương. Không, tôi có bệnh gì đâu mà trị. Mai ơi, em Xuân ở nhà con nè, mở về mở gặp hà. Hả, em Xuân ở nhà chú hả? Dạ.
có đi học không? Dạ có. Con cũng xin nói thật là con đã gửi em Xuân vào học trường nội trú. Nếu mợ về nhà con chủ nhật này con vào trường nó rước nó về thăm mợ, mợ chịu không mợ? Nó mù sao nó học được à? Không có đâu. Nè, làm chứng với bác sĩ Dân coi chai thuốc đó, nó ép xích nó pha loãng lắm. Bác sĩ chị em thấy đường và em học được đó mợ. Đúng đó chị. Nếu con mắt nó còn yếu thì tôi sẽ mua cho nó một cặp mắt kiến đeo thêm nó đi học. Chị chịu không? Có một cặp mắt kiến nè. Được à. Phán à? Dạ. Mày có chắc chắn là tìm gặp con Xuân không vậy Phán? Dạ thưa ông, nếu đưa mợ về con tìm chắc chắn là phải được thôi. Để coi, bữa nay mới có thứ ba, còn 4 ngày nữa mới tới ngày chủ nhật. Nếu em mất thi thì mình đi hẹn với mợ tuần sau. À thôi được rồi con, được rồi con. Con à, để ba đưa con về nhà Phán con ở ha. Rồi ba thu xếp công việc xong đó, ba rước con về Tầm Du con ở với ba nha con. Về Tầm Du ở với ba hả? Ờ. À, rồi Xuân có đi học không? Dạ có mợ. Xuân nó vẫn đi học đó con à. Ờ. Chị Hương, bây giờ chị đã bình tĩnh rồi phải không chị Hương? Tôi sẽ kể cho chị nghe câu chuyện này, nhưng chị ráng mà nhớ lại, nhớ cho thật kỳ. Chuyện hồi mười mấy năm về trước đó, hồi mà chị chưa có chồng đó chị Hương. Lúc chị còn ở quê nhà, chị có quen ai tên là Hoàng Kỳ Dân, đã cùng chị học chung trường chung lớp. Vì hoàn cảnh gia đình phải đành xa cách, anh Dân phải rời bỏ gia đình để xây dựng lại. Ráng nhớ đi con. Ráng nhớ đi mà hai. Khi trở lại quê xưa thì cô Hương kia đã có gia đình, ba chúng ta vẫn xem nhau như là bạn. Còn người đàn ông kia là người nào chỉ có nhớ đàn ông nào vậy? Một người đàn ông đã cùng chị sống chung nhau mười mấy năm trời. Vì bạn xấu đây đưa nên anh phải lạc lầm. Tôi chẳng quen ai người đàn ông xa lạ. Sơ sát dáng hình ai thương tưởng mà hỏi thăm. Chị Hương, chị nhớ lại đi, anh ta thật lòng mong gặp chị. Người ấy là ai, ông ấy tên gì, anh ấy tên Phong, chị nghĩ sao và chị tin? Phải đó con. Phong. Ráng nhớ đi con. Tôi nhớ lại rồi. Đúng rồi. Chồng tôi anh ấy cũng tên Phong. Đúng rồi. Ông à, ông có thấy mặt anh ấy ở đâu không? Biết đâu giờ này chồng tôi anh ấy thăm tôi. Phải rồi, nó thương nhớ con lắm đó con à. Tôi có gặp anh trong bóng tối mông lung, không thấy rõ mặt mày. Anh ấy than với tôi, anh là người có tôi. Xin gặp mặt chỉ một lần, ta tôi mất. Đúng rồi, đúng, anh Phong là chồng của tôi rồi. Ba ơi,
phải rồi, đúng rồi, đó là chồng của con đó, đó là chồng của con đó con. Ba ơi, chồng con bỏ con đi rồi ba ơi. Không, con đừng có nói vậy. Thằng Phong nó thương con lắm mà. Nó nhớ con lắm, nó thương con lắm đó con à. Mai, mợ đừng nói vậy mai. Cậu con lúc nào cũng thương mợ hết trơn á. Mợ đừng nói vậy mợ. Mai, mợ nhìn mợ biết con mai. Mày, thằng Phán phải không? Dạ con là Phán đó mợ. Đúng rồi, thằng Phán đó con. Thằng Phán đó. Tài xế nè. Dạ, đúng rồi. Chị mợ con nhớ rồi. Nhớ rồi. Ba này nè. À, ba nè con, ba nè. Ba nè. Còn tôi, chị nhớ tôi là ai không? Anh Dân chứ ai. Đúng rồi đó chị ơi. Ý, còn Xuân nữa. Dạ Xuân ở nhà con hả mợ? Xuân ở nhà thằng Phán á con. Còn Sơn nữa. Dạ. À, thằng Sơn hả? Thằng Sơn, thằng Quế nó gửi cho tôi nuôi rồi. Chị yên tâm đi chị Hương. Hả? Thằng Quế nó gửi cho anh nuôi rồi hả? Ừ. Trời ơi anh Dân ơi, anh làm ơn dẫn tôi đi gặp anh Phong đi, để tôi nói cho anh biết là anh đã nuôi thằng Sơn cho anh yên tâm nha. Được rồi, nhưng mà bây giờ đó chị phải về nhà anh Phán nè. Chị tắm rửa, chị thay quần áo cho đàng hoàng, rồi tôi sẽ dẫn chị đi gặp anh Phong. Chị chịu không? Chịu mà. Chịu không con? Chịu. Chịu rồi giờ sao đi hả mợ? Sao chị Hương? Đi con ha. Đi đâu? Đi về nhà con ở mợ. Đi về nhà của thằng Phán ở hả? Dạ. Rồi... đúng rồi. Rồi gặp anh Phong nữa. Gặp anh Phong nữa. À, gặp thằng Phong nữa. Đi hả mợ? Đi con ha. Ừ, đi đi. Tới cúng gì hết, đói bụng quá. Qua. Ủa cậu. Cậu Phong phải không? Ừ thì cậu đây. Trời ơi cậu Phong. Lâu quá con không gặp cậu. Mày nhìn tao không ra hả Qua? Con tưởng đâu là cậu đã. Hả? Mày tưởng tao chết rồi phải không? Tao chưa chết đâu. Tao phải sống chứ. Tao sống. À, cậu Tân của mày là với mợ mày đó. Chắc lúc này đầm ẩm lắm phải không Qua? Dạ cậu mợ con nhắc cậu hoài ha. Cái gì? Nhắc tao hả? Dạ. Dạ dối. Khốn nạn. Dạ thiệt mà. Cậu mợ con nhắc cậu thiệt đó. Lâu quá con không gặp cậu. Không ngờ cậu thay đổi nhiều quá. Con về nha cậu. Qua. Dạ. Nè, mày có tiền lẻ không Qua? Cho tao mượn đỡ vài chục ăn cơm coi Qua. Mèn ơi, không mấy khi mà cậu hỏi, nhưng mà ngặt quá con hết tiền rồi. Hồi sáng này nè, mợ đưa cho con mấy ngàn đi đóng tiền hụi. Còn dư 500 mợ biểu con ghé chợ mua dầu thơm với mấy ký nho tươi. Bây giờ con không còn một cắc nữa. Bộ cậu đói bụng hả cậu? Đói tao mới hỏi mày chứ không đói tao hỏi mày chi. May quá cậu ơi, con còn ổ bánh mì nè. Hả? Hồi sáng mợ cho con, ngày nào con cũng ăn ổ hết đó. Ngán thấy mồ. Nãy giờ con tính liền. Con xin lỗi cậu nha. Không may cậu lấy cô ăn đỡ đi nha cậu. Thôi con về. Con mà về trễ cậu Tân đánh con chết. Con về nha cậu. Trời ơi, trò đời dấu bệ một cuộc tang thương rách rưới, ngồi đây nhớ lại thuở vàng son, mặt ten bia ngọt mềm môi lúc khác, giờ đây lấy nước phong tên làm ngọt, khúc bánh mì này xưa chê bỏ mang liền cho ăn, giờ đói lòng cầm trong tay quý hơn cả bạc vàng. Nào ai có ngờ được thói đời thịnh suy bị thái. Ông bà ơi, cầu xin xót thương cho đời con, làm than thôi tâm đuôi mù.
đớn đau lạc loài. Nước mắt tuôn dạng lòng nhân. Thì có chừng trúng tôi đó. Bao ngày qua con lần đi kiếm mẹ cha, mà con thương giúp con qua ngày. Thì có trúng đó, trúng đó, trúng tôi. Nay con đã vô cùng ai đây cứu con, xin làm ơn. Ông ơi, cho con xin vài xu, con đói quá. Trời ơi, tao mới ăn mày đây gặp mày ăn xin nữa. Tao cũng không có cắt bạc nào đâu. Nè con, thôi, còn nửa ổ bánh mì đó mày ăn đi. Dạ, cảm ơn ông. Ừ, ngồi đó để ăn con. Ngồi ăn rồi đi. À rồi mày nói tao nghe coi, ba má con đâu rồi để con đi ăn xin vậy nè, hả? Dạ, ba con có vợ bé. Vợ bé hả? Cái này tao rành lắm rồi. Vợ bé rồi sao nữa con? Dạ, ba có vợ bé à. Về đánh má con. Con vô con càng, ba con đánh trúng mắt con. Sơn, con ba đây nè con ơi, con Sơn. Ba. Trời ơi, con của tôi nó như thế này sao? Nín đi con, con nín đi con. Con đừng khóc nữa. Còn mẹ con đâu? Sống còn hay đã chết? Mà để cho con trẻ bơ vơ đầu đường xó chợ, sống kiếp lang thang để làm một kẻ ăn mày. Trời ơi, đứa con gái mà tôi yêu tôi quý ngày nào, nó đã sống dở dàng trong nhung lụa, mà nay phải lạc loài trong kiếp sống mồ đuôi. Tội của tôi làm sao trời không hình phạt tôi đi? Bao khổ đau tôi sẵn sàng gánh chịu, chứ còn con tôi nó có tội gì đâu mà phải dưỡng mang một quãng đời đen. Trời ơi, con ơi, tại cha, tại vì cha mà gia đình ly tan, cha xa con, chồng vợ phải đôi đường. Ở tù xa, ba tìm kiếm má con khắp nơi mà chưa gặp gỡ bao giờ. Con ơi, tại vì ba mà má của con điên loạn, tại vì ba mà con phải sống kiếp ăn xin. Ôi hậu quả loạn đường lầm lần, lửa dâm tình thiêu rụi hạnh phúc đời ba. Đối với mẹ con thì ba đây lội đào, còn đối với con khờ, ba không làm tròn bổn phận một người cha. Ba không bỏ con nữa đâu con. Nhưng con gặp má con hồi nào? Ở đâu vậy? Con nói đi rồi ba đi tìm má con nghe con. Dạ, con gặp má hồi sáng này nè. Vậy hả? Hồi nãy con đói bụng quá, nhờ khúc bánh mì mà ba cho con tạm đủ sức. Tội nghiệp con. Để giúp ba đi tìm kiếm má. Còn ba, ba cũng ăn đi rồi tìm má nha ba. Gặp má rồi, ba má dắt đứa con ngủ đi xin ăn cũng vui hơn. Con đừng có nói vậy con ơi. Ba sẽ lo cho má con và con ha. Tìm ở nơi ăn chỗ ở cho đàng hoàng, rồi ba kiếm chút tiền đó, ba đưa má con về ông nội.
ba sẽ đi tìm cái thằng Sơn, em trai của con. Nó vô tội con à. Phải rồi đó, ba kiếm em về. Con thương nó lắm ba ơi. Hồi nãy con nghe ba than đôi, làm sao ba có tiền đi ba. Ba sẽ đi tìm người mà ba đòi nợ. Tụi nó thiếu nợ ba. Nợ nhiều cao như núi, nhất định là ba phải tìm cho được để ba đòi. Vậy thì mình đi liền nha ba. Đi con. Anh Phong. Hả? Vân. Anh Phong. Vân. Sao đêm nay khách khứa vắng tanh vậy cả? Bộ dân chơi ở Sài Gòn mắc toi hết rồi sao không biết? Ai mà thèm tới đây nữa? Tới đây để nhìn thấy cái bản mặt vô duyên của anh đó. Tôi không hiểu tại sao mà ngày nào anh cũng ngồi lì tại cái chỗ này rồi nhậu hết chai này tới chai khác, lại còn khoác nạc bồi bếp làm như là ông thần, ông tướng không bằng. Nhớ hồi năm ngoái lúc tôi chưa có lấy anh thì làm ăn rất là phát đạt. Nhưng mà từ ngày ghép cái tên của anh lên trên cái bảng hiệu này thì làm ăn càng ngày càng thất bại. Có phải là tên tuổi của anh làng chơi họ chen, nhìn cái bộ gió của anh là thấy phát ghét rồi. Mỗi lần tôi niềm nở với người ta thì anh liếc ngang liếc dọc hầm hầm. Tôi bãi bui thì anh lại chầm chầm, thì ma nào mà tới đây nữa chứ. Nay mai tiền nông hết sạch, nợ nần chồng chất phủ giấy. Để anh ở đây một mình cho mặt tình anh say xưa. Say xưa có khi muốn chừa, muốn chừa mà tính lại hay ưa. Ôi, nói chuyện với anh bực mình quá, tôi đi à. Đi đâu à? Mỗi lần tôi đi ra khỏi nhà là anh hỏi đon hỏi ren, anh kèm kẹp tôi cũng vừa vừa phải phải thôi. Nhưng mà tôi hỏi đi đâu? Tôi đi đóng hụi được không? Thì nó đi đóng hụi. Có bao nhiêu đó mà cũng... Thôi, cho một chai bam ba coi. Có nghe. Dự Hồng, giờ này khách mới tới. Đây, bam ba. Ủa, Phong phải không? Phải. Trời đất ơi, xin lỗi nha. Không đây. To thay đổi nhiều quá, mà nhìn không ra. Sao? Nghe nói to thuộc kết phải không? Được tin đó tôi hết sức bất ngờ. Tôi không thể nào tưởng tượng chuyện đó có thể xảy ra. Nghe nói anh sợ tù, anh bỏ trốn phải không? Sao giờ này anh mới tới đây? Đến lúc cần đến á, thì tôi đến, vậy thôi. Nhà hàng như thế này cũng không có bồi sao? Tôi phải sạc bia vậy. Ê, ẩm quá, cho bồi bếp nghỉ hết. Vợ chồng mò phải quán xíu hết vậy. Thời buổi này lấy công làm lời thôi. Ủa rồi vợ anh đâu rồi? Mới đi bỏ hụi nè. Chắc anh vẫn thường hốt hụi chót. Đóng hụi chết hụt hơi, làm sao nuôi nổi mà hốt hụi chót. Anh là kẻ chuyên môn hốt hụi chót mà, sao hôm nay phải đóng hụi chết? Coi chừng anh đã hết thời. Không, mà tính rằng họ có đủ trí thông minh, xây chuyển thời cơ, giờ tạm ẩn mình, như là một tướng soái khi cần thì án binh bất động. Tôi e rằng con người khi đã hết thời, dù có muốn bất động cũng không động được rồi. Phải động binh, động não và động đến lương tâm. Ê Phong à, lời nói của anh tôi nghe có vẻ như là hằng học. Bao giờ tôi cũng thương anh gặp cảnh ngộ nguy nàng. Tụi mình là chỗ bè bạn thâm tình, tôi vẫn thường nhắc tới anh luôn. Làm sao tôi quên cho được, anh là một người bạn tốt mà. Và đối với tôi, anh bao giờ cũng là người bạn tốt. Là bạn tốt nên từ khi tôi bị tai nạn tới giờ không bao giờ thấy mặt của anh. Anh nói vậy là không đúng đâu. Anh thục kết mà tôi ở đó làm gì cho bị liên lụy. Vậy lại tôi cũng cần ở ngoài để mà tôi lo lắng cho anh chứ. Mày nói cái gì? Mày lo lắng cái gì mày? Ê, mày nói tao nghe đi, lo lắng cái gì? Ê, sao khi không mày trở giọng mà? Mày trở thì tao cũng trở, tao đâu có sợ mày. Tao hỏi mày nè, mày lo lắng cho tao bằng cách là mày lấy vợ tao phải không? Mày là bạn tốt mà, tốt như vậy đó hả? Tao vẫn cứ là bạn tốt dù tao có lấy vợ mày. Mày sợ tù, mày bỏ trốn, hồng bơ vơ. Tao vì mày mà tao lấy hồng chứ có phải là vì tao đâu. Mày là thằng bạn tốt, tốt quá. Hồng là vợ của tao, Hương cũng là vợ của tao, con Xuân nó là con của tao, hả? Hai mẹ con của nó, người thì điên cuồng, người thì đuối tối. Mà tại sao tao không thấy mày lo lắng như vậy? Như vậy là sao hả?
Mày nói như vậy là tầm bậy rồi. Chị Hương với Hồng ở chung làm sao tao chịu nổi. Thương bạn thì thương cho tao, không phải liệu cơm gấp mắm cho mày. Chứ không phải mày lựa thịt đùi mày gấp à? Thôi bà ơi, cay đắng với tao mà làm gì. À, mày về đây mày gặp chị Hương với cháu Xuân chưa? Rồi. Bây giờ họ ra làm sao? Nhờ ông già tao và bác sĩ Dân đưa vợ tao về tạm ở nhà thằng bạn tốt của tao hôm tuần nay. Vợ của tao thì đã hồi phục tâm trí rồi. Còn con của tao được bác sĩ Dân đưa vào bệnh viện điều trị cũng có phần khá đỡ. Tao cảm ơn, cảm ơn mày nhiều lắm nha. Vậy thì tao cũng mừng cho mày. Ủa rồi bữa nay mày tới tìm tao có chuyện gì không? Hơn một tháng nay rồi tao về đây. Trước là để tao thăm cái thằng bạn cũ, xem thử của nó sống thế nào, nó có hạnh phúc với vợ của tao không. Đã nhiều đêm, đã nhiều đêm rồi tao nép mình bên hè vắng, đợi chờ ảo tưởng tương phùng. Trời khuya vắng, lặng nhìn đèn ở trên lầu vụt tắt, tao nhói ruột. Cứ hình dung lúc đó mày đang cùng với vợ tao, ông treo bướm cợt ngọt giấc lửa. Tụi bay đâu có bận lòng tưởng đến một thằng bạn xưa, bất hạnh đứng giữa trời khuya chờ nghe sương lạnh cong linh. Phòng riêng ân ai để tao giành lại mùi hương da thịt của tao xưa. Nhưng tao có làm được cái gì đâu, tao đành đứng lặng giữa bơi nhớ. Đau nhục trào dâng tao đè lòng an ủi thôi thì hãy xem con đàn bà kia như là quán trọ, và mày cũng chỉ là khách trọ cho qua một đêm buồn. Mày biết nghĩ vậy mà mày còn cay đắng với tao mà làm cái gì? Mày chỉ nghĩ tới mày mà mày không nghĩ. Mày bỏ trốn, Hồng bơ vơ. Nếu mày biết điều thì mày phải cảm ơn tao. Tao đã thay trách nhiệm cho mày mà mày còn trách móc tao. Ở đời muốn xử của chung mà phong. Phải. Tao đã từng nghĩ nhiều lần như vậy đó. Nhưng trí cứ nghĩ để mà an ủi. Còn tim đau thì nó vẫn cứ đau. Lòng người thật nhiều khúc chiết, còn biết phải làm sao. Tao cứ bị dằn vặt với nhiều tiếc thương ân hận. Có nghèo khó lang thang giữa trời sương giá lạnh, mới thấm hạnh phúc kẻ ngủ em trong chăn nệm ân tình. Tao có còn lại gì đâu, tan nát một gia đình. Tân à, mày là bạn thân của tao hay mày là thằng khốn nạn? Chơi với bạn manh tâm giật luôn vợ bạn. Tao một lần lỡ lầm gây khổ lụy biết bao nhiêu. Thôi mày ơi, có sức chơi sức chịu than vãn mà làm cái gì. Mày về đây mày chửi rủa tao là thằng khốn nạn. Nếu tao nghĩ mày là bạn của tao, tao kêu cảnh sát còng đầu mày, mày biết chứ? Biết chứ sao không biết mày. Mày biết mà mày không sợ à? Mày không sợ hả? Cái gì tao phải sợ? À, mày chửi rủa tao là thằng khốn nạn thì mày tới mày tìm gặp tao mày làm gì? Vợ con tao đau nặng, đang điều trị. Tao muốn mày và Hồng đưa cho tao 50 ngàn. Cái gì? 50 ngàn? Mày nói chơi hay nói giỡn? Không, tao nói thiệt à. 1-2 ngàn tao còn ráng được, 50 ngàn mày làm như tao in bạc được hay sao mà tới đây mày xin xỏ mày? Tao không xin nghe mày, tao đòi à. Đòi gì? Đòi nợ. Nợ? Ừ. Ai thiếu nợ mày, tao hay Hồng? Cả hai đứa tụi bay. Nhưng mà tao và Hồng thiếu nợ gì mày? Nợ tiền, nợ bạc, nợ nghĩa, nợ nhân, lại còn thêm một món nợ ân. Tình tụi bay phải trả cho tao, còn không thì bay đừng có trách. Tụi bay phải tính cho xong, đừng mong điêu hoa gạt nợ. Tao chắc bộ mày khùng
tới đây đòi nợ tụi tao. Ê, ta nói mày nghe, ta không khùng nữa mày. Ê Phong à, đâu mày nói cho tao nghe thử nè, tao nợ gì mày, giấy tờ tao ký hồi nào? Mày hãy trưng bằng cớ cho tao xem. Nợ của tao không cần ký mày à, tao chỉ đòi, đòi một món nợ lương tâm. Một thằng bạn bất lương đã cài tao làm con mồi xa bẫy nhân duyên. Những lời nói ngọt ngon tao si mê nên lầm lạc, buông hết cho đến ngày này tao chịu bài sáng tan gia. Tao nghi tụi bay bày mua thằng hai hổ tới nhà để tráo thuốc làm mù mắt con tao. Vợ của tao phát điên lên, còn tụi bay á thì ung dung hưởng lời. Tao không cần tính tiền, tao đã cúng phụng cho Hồng. Mày phải trả tao 500 ngàn, mày lấy để mày lập cái nhà hàng có hạng này đây. Tiền mày giao cho tao để tao xây dựng cho Hồng nên sự nghiệp. Mà hồi trước mày cho rồi bây giờ mày đòi, cho mà đòi xấu lắm Phong ơi. Ê, cho Hồng để Hồng phản bội tao hả mày? Nè, tao cho tụi bay biết nha, tụi bay á là một lũ khốn nạn, hiểu chưa? Lần này lần chót tao biểu mày trả số nợ lại cho tao, mày trả không? Không có. Hả? Mà có cũng không trả. À, mày có đòi mà đòi ông trời á, bắt thang lên hỏi ông trời có tiền cho gái có đòi được không. Mày không trả mạng đổi mạng với mày. Mày nói chơi hoài đâu, mày thử tao coi coi. À, mày thách hả? À, thách hả mày? Ê, thách. Trong nhà này còn có tao, chuyện gì đó Tâm? Nhìn coi biết ai đó không? Thằng Phong à, nó đến đây làm gì? Làm tiền, không cho nó làm dữ. Hả? À, làm tiền á? Mày học làm tiền nó phải không mày? Làm tiền, làm tiền. Đi đi mày, ở đó chết với tao bây giờ. Có chuyện gì nữa đây? Chuyện gì đâu, vô trong đi. Anh Phong! Vô trong! Trời ơi, các anh lại gây án mạng ở trong nhà này nữa rồi. Anh Phong, anh Phong, tiền này anh cầm đi, cầm đi rồi đi về đi, anh đừng đến đây nữa. Cảm ơn, tôi cảm ơn cô. Còn như đây tôi không có đủ đâu. Tôi cảm ơn cô. Tao là vua làm tiền, mày đến đây dở ngón trước tao đâu có được mày. Đi đi mày. Ba tao nói đúng mà. Ba mày nói thì sao? Ba tao nói những thằng như mày đó, trước mặt cái thằng khom lưng hả, còn sau lưng nhục quá, còn ở đó làm gì nữa. Đi đi mày, đi. Được rồi, tao đi, tao đi đây. Tao sẽ giết tụi mày, tao sẽ giết tụi mày. Hồng à, gì nữa đây? Lúc này kẹt quá đến cầu cứu cô cậu một phen đây. Gì nữa? Thì tiền chứ cái gì. Cho tao mượn 5 ngàn. Tao mượn chiếc Velo Select của người ta, lỡ thua cầm mẹ nó rồi. Nổi bữa nay không có trả cho người ta thì ở tù. Anh có ở tù thì anh ráng mà anh chịu đi. Một đồng nữa cũng không có nữa. Bao nhiêu lần rồi, bao nhiêu tiền rồi, mà cứ hễ lâu lâu anh về bao tôi. Anh làm cũng như là của sẵn của anh để dành vậy. Mồ hôi nước mắt ai làm nấy ăn, anh đâu có phải là cha tôi. Hồng mày nói gì, tao không quyền hạn xài tiền của nhà này. Ráng mà giữ liệu hồn cả hai tao nắm trong tay. Biết không thì mau đưa số bạc, không thì tao đi là tụi mày biết tay tao. Ê, mày làm cái gì mà mày dở giọng hâm he mày? Tao làm cho hai đứa mày mang công, chuyện xưa nhắc lại tội trời khó chạy. Ai làm tội chi anh đem hâm dọa tôi đâu có sợ. Mày không sợ. Từ ngày mày lấy thằng Tân, mày coi thường tao phải không mày? Được, tao đi. Tao đi vào tù. Nhưng mà tao vào tù bữa trước thì tụi bay nối gót bữa sau. Không. Mày nhớ không? Mày nhớ chuyện trai ác xích là mù con mắt con của thằng Phong không?
Nhưng mà dù mày không là thủ phạm, nhưng tao sẽ khai với cảnh sát là mày mướn tao hại con của thằng Phong. Mày sẽ ở tù chung với tao vì trai ác xích đó. Tao đi đi, tao vào trong khám, tao chờ tụi mày đi. Anh hai, anh hai. Anh Tân, anh đưa chìa khóa đi cho tôi. Tôi vào trong tôi lấy tiền tôi đưa cái cho gì anh. Mà sợ? Không sợ thằng nào hết. Tài sản này không phải là của Hồng. Không phải là của Hồng, không phải là của mày. Toàn là những tài sản phi nghĩa, toàn là những tài sản của kẻ khác mà tụi bay đã ăn cướp và lập nên cái sản nghiệp này. Mà trong đó có công lớn của tao. Công gì của mày? Không có tao đố cha thằng nào làm được chuyện này à mày? Đúng, mày là thằng mưu sĩ lưu manh điếm đàn số 1. Con Hồng nhảy xuống biển tự tử. Trong lúc biển vắng người, chỉ không mình thằng Phong, cũng do mày sắp đặt. Và mày bày mưu cho con Hồng rút rỉa tiền của thằng Phong giao cho mày để mày mua cái nhà hàng này. Chưa hết đâu Tân, mày nhớ chai ác xích. Mày đưa chai thuốc nhỏ mắt cho con Hồng, bảo con Hồng đưa cho tao và nói là thằng Phong nó nhờ gửi cho con nó. Nhưng sau đó mày lại đến báo cho tao biết đó là chai ác xích. Mày mướn tao tráo vào chai thuốc nhỏ mắt của con thằng Phong. Tại sao chai thuốc nhỏ mắt mày không đưa ngay cho tao mà mày lại đưa cho con Hồng nhờ đưa cho tao? Là tại vì nó muốn cho mày dính líu vào công chuyện này, để sau này nó làm bất cứ việc gì mày không dám tố cáo nó. Trời ơi, trời ơi, kinh khủng quá. Thú thật, tao là một thằng du côn, ham tiền, ác độc. Nhưng tao vẫn cảm thấy sợ cái độc ác của mày. Tao đã pha loãng chai ác xích, nhưng con bé vẫn bị mù. Trời ơi, tôi không ngờ là chính anh. Anh cái gì? Phải kêu nó là thằng điếm chó. Có lẽ chính nó đã rơi thơ cho thằng Phong sớm mở tù, để ở ngoài này nó giật vợ của người ta. Mày đừng nói bậy. Không bậy đâu. Mày là cái thằng tính toán, cho nên mọi hành động của mày đều đúng lúc cả. Đây, cái này. Đây là con dao của thằng năm đầu bò. Nó đã dùng con dao này để đâm lén tao. Từ lâu ngán mày nên cẩn thận. Nó bị tao hạ liền tay trận. Nó khai là chính mày mướn nó giết tao. Tân, ở đời mà mưa sâu thì lãnh tai họa cũng sâu. Tới lúc cần triệt hạ tao là mày tiêu diệt chẳng nương tay. Trời ơi, nghe qua thật là ghê sợ. Bấy lâu tôi ngờ dài ngu si, tưởng người thiệt giả thương tôi, nào ngờ làm bấy giúp người ta. Tân, đáng lý mày biết điều thì mày phải cung phụng cho tao. Thôi tao không nói nhiều, tiền đâu hãy đưa đây. Nếu không là tao đâm mày ngay. Đưa đây. Không, đi kêu cảnh sát bắt thằng cướp này cho tao. Không, tao không đi đâu hết. Trời ơi, tại sao tôi chạy ô mồ mà tôi mắc ô má? Cái bộ mặt nạ đạo đức của mày đã lộ ra rồi. Bây giờ mày còn cái thằng du côn giết người này nữa. Giờ phút này tao liều mạng với tụi bay. Dưới tao buông nó ra. Đưa tiền đi. Không bao giờ. Không bao giờ hả? Không bao giờ. Thôi. Tao thua mày xa lắm. Tao đầu hàng. Thôi bây giờ tao vô lấy 5,000 đưa mày nha. Không, bây giờ phải 10,000. Sao nãy mày mới nói 5,000 nào mày? Giá cả mỗi lúc mỗi khác. Bây giờ đây. Thế nào? Thôi được. Mày chờ tao. Tao vô lấy 10,000 đưa mày. Chờ tao nha. Thấy không? Bữa nào tao ghé tao thăm mày nghe không mày? Đây 10,000 đây nè. Đâu đưa ra cơ. Chết tụi Trời, nó tạc khắc xích, tôi mù rồi. Bây giờ thì tao giết mày được rồi chứ. Không, đừng giết tao. Hồng ơi, cứu anh Hồng ơi. Hồng ơi. Bọn mày, sao? Đi đâu? Tao đi kêu cảnh sát để bắt mày. Bắt tao hả? Mày là thằng khốn nạn, mày là thằng giết người. Tao liều mạng với mày. Tân, tao giết mày. Qua, mày đi báo cảnh sát đi. Đi đi. Dạ. Mày thấy sao mày khai vậy nghe chưa?
Dạ. Biểu mày đi đi. Tôi thấy sao con sẽ cay như vậy? Đi, nhanh lên. Dạ. Tao ở đây tao chờ. Mình ơi, thằng quái nó bồng sơn vô nè mình ơi. Kìa. Mình sao vậy mày? Hả? Cái gì vậy con? Bà, con vừa giết một con rắn độc. Hả? Nhưng rồi con vẫn phải đành tội trước pháp luật. Ba tha lỗi cho con đi ba. Trời ơi, trời ơi, bởi con có chức có quyền ở trong tay, rồi con sanh tâm vợ một vợ hai, sống buông thả để mới đến nông nỗi như vậy nè. Ba, cả một giá quá đắt, con có thấy không con? Ba. Con. Mình ráng nuôi con nha mình. Vâng, em sẽ nuôi con. Và em sẽ còn nuôi thằng Sơn để cho mình yên tâm nữa. Thằng Sơn nè mình. Còn tôi. Sơn. Mình, anh cảm ơn mình nhiều lắm. Hồng, tôi và cô từ nay coi như đã hết. Chị Hương, đây thằng Sơn con của cô đây. Sơn, con của mẹ. Sơn ơi, mẹ có tội với con nhiều lắm. Cô Hồng, cô cứ yên tâm đi, tôi sẽ nuôi thằng Sơn để cho cô được yên tâm. Cảm ơn chị, một lần làm bé cũng đủ cho em tủi nhục ê chề. Em xin phép chị, từ nay thỉnh thoảng chỉ cho phép em được đến thăm con của em.